MC Thanh Sâu Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Thần kiếm báo thù tập 49. Huyết sát đường chủ là một lão giả 66-17 tuổi. Hắn sờ lên trào dâu có chút hoa dâm nói, đệ nhất công tử ở thần châu đại địa, không có khả năng vượt qua chiến tuyến, xuất hiện ở phía sau của chúng ta, huyết hồn đảo chính là một phân đường ở cực đông, cách luyện huyết đại lục cũng có hơn 300 vạn dặm, đệ nhất công tử tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi xa xôi vậy được. Đoàn vô huyết nói, bổn tòa biết không phải là đệ nhất công tử, tu vị chỉ là thiên giai cảnh tứ trọng đã đánh chết huyết hồn đường chủ thiên giai cảnh thất trọng. Chiến lược như vậy cho dù là đệ nhất công tử cũng không thể làm được, trong yêu nghiệt cấp công tử khắp thiên hạ, ai có thực lực như vậy? Chẳng lẽ là hướng thiếu bị bổn giáo truy nã kia sao? Huyết U đường chủ bên cạnh Huyết sát đường chủ nói, công tử vẫn một mực tại truy sát tên Hướng thiếu đó, không thể nào là hắn. Nói tiếp, cho dù là Hướng thiếu thì hắn cũng sao có thể là đối thủ của Huyết hồn đường chủ được? Lúc này, một lão giả tộc bạc mảnh mai nói, có lẽ các ngươi đều quên một người. Hai năm rưỡi trước, có một người cùng Hướng thiếu đồng thời bị đệ nhất công tử đuổi giết tiến vào Ma vụ Chi hải, ngắn ngủn hai năm, tu vị Hướng thiếu từ thiên giai nhất trọng đạt đến thiên giai tứ trọng có thể thấy bọn hắn ở trong ma vụ hải đã lấy được thiên đại kỳ ngộ hiện giờ hướng thiếu xuất hiện người nọ nói không chừng cũng thoát khỏi ma vụ chi hải rồi huyết độc đường chủ người nói là tên huyền thiên bị đệ nhất công tử trục xuất thiên tinh các kia sao đoàn vô huyết hỏi huyết độc đường chủ nói đúng vậy tiểu tử này năm đó đã giết không ít cường giả giáo ta tốc độ quật khởi của hắn quá nhanh lão phu từng lưu ý những gì người này trải qua ngắn ngủn hai năm liền từ một vị võ giả tiên thiên cảnh một đường phát triển thành cường giả địa giai cảnh cửu trọng, tốc độ như vậy, hắc hắc. Cho dù là đệ nhất công tử so ra cũng thua xa, các vị còn nhớ rõ bất tử vương tần hoàng cổ đế ngàn năm trước không, lúc trước cũng là một nhân vật không ngờ, về sau lại nhanh chóng quật khởi, đã vượt qua bất kỳ một thiên tài yêu nghiệt đương thời nào, theo lão phu thấy thì huyền thiên nếu thật sự còn sống, tu vị phát triển đến cảnh giới thiên giai tứ trọng cũng không lạ gì, chỉ sợ so ra cũng không kém bất tử vương tần hoàng cổ đế ngàn năm trước chúng thái thượng trưởng lão đều châu đầu ghé tai bất tử vương tần hoàng cổ đế thật sự là uy danh cực thịnh mặc dù ngàn năm qua đi thì dư uy vẫn còn thời đại hiện giờ lại có người đánh đồng được với bất tử vương đây cơ hồ là chuyện khiến người khó tiếp nhận nổi huyết u đường chủ nói huyết độc lão quỷ chiếu theo ngươi nói người nọ nếu thật là huyền thiên có thể so với bất tử vương vậy luyện huyết thần giáo chúng ta chọc phải định nhân mạnh như vậy nên làm gì bây giờ huyết độc đường chủ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, trong hai mắt bắn ra ánh mắt âm độc, nói, luyện huyết thần giáo chúng ta bị võ giả thần châu đại địa coi là tà giáo, huyền thiên càng mấy lần có thân oán với giáo ta, nếu chờ hắn lớn lên, thần giáo khẳng định khó giữ được. Tuy rằng thiên tài yêu nhiệt như vậy có số mệnh rất lớn, nhưng thần giáo cũng có thể áp dụng thủ đoạn cường đại nhất đánh chết hắn, đánh chết càng sớm càng có hy vọng, đợi đến khi tu vị của hắn thật sự đại thành, thần giáo sẽ xong đời mất, đoạn vô huyết nhíu nhíu mày, nói, một cường giả trẻ tuổi có thể đánh chết huyết hồn đường chủ, tiềm lực phát triển thập phần đáng sợ, nếu muốn đánh chết hắn ít nhất cũng phải bổn tòa tự thân xuất mã mới được, nhưng giờ phút này là lúc thần giáo nguy nan, nếu có cường giả thiên tinh các lướt qua chiến tuyến đi vào luyện huyết đại lục. Bổn tòa lại không ở trong giáo, chỉ sợ căn cơ thần giáo sẽ bị hao tổn. Huyết sát đường chủ nói, hiện giờ mấy người chúng ta đều đang ở chủ đường, thiên tinh các cho dù có cường giả cái thế thiên giai thất trọng đến cũng không làm nên chuyện gì, nếu thật có cường giả cái thế thiên giai bắt cửu trọng lướt qua chiến tuyến mà đến có huyết hồng sư thúc ở đây nếu thực sự đến lúc thần giáo tổn vong huyết hồng sư thúc nhất định sẽ hiện thân ra tay huyết độc đường chủ nói nhân vật như thế tốc độ phát triển cực nhanh hiện giờ đã là họa lớn nếu không giết về sau sẽ càng không có cơ hội nữa lông mày đoạn vô huyết giãn ra nói đúng là như thế vậy bổn tòa tự mình đến huyết hồn đảo một chuyến thuận tiện hội hợp với công tử lâu như vậy công tử vẫn chưa đánh chết hướng thiếu bổn tòa đi giải quyết hướng thiếu luôn, sau khi bổn tòa rời khỏi, sự vụ thần giáo do huyết sát đường chủ quyết đoán, hy vọng khi bổn tòa trở về từ huyết hồn đảo đã nghe được tin tức thiên tinh các bại lui. Chấm than, vừa dứt lời, phía sau đại điện liền truyền đến tiếng nổ vang, toàn bộ đại điện đều lung lay một cái, trong chốc lát liền có cường giả địa dai vọt tới, hét lớn, không tốt rồi, hai cường giả trẻ tuổi gọi là thiên thiếu và hướng thiếu từ trong truyền tống trận giết ra ngoài. Chấm than, phó giáo chủ đoạn vô huyết, huyết sát đường chủ huyết u đường chủ huyết độc đường chủ còn có một đám thách thượng trưởng lão thần sắc đều kinh hãi huyền thiên và hướng thiên tiếu vậy mà giết đến chủ đường luyện huyết giáo điều này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn khiến bọn hắn khiếp sợ tuy nói luyện huyết giáo chủ bây giờ không có ở trong giáo hơn nữa mang đi qua nửa cường giả thiên giai nhưng thực lực luyện huyết giáo vẫn thập phần khủng bố phó giáo chủ đoạn vô huyết có tu vị thiên giai bát trọng huyết sát huyết u Huyết độc ba vị đường chủ phân đường đều là cường giả cái thế thiên giai thất trọng. Trong đó huyết sát đường chủ lại càng là thiên giai thất trọng đỉnh phong, chỉ nửa bước đã tiến vào thiên giai bát trọng, ngoài ra trong giáo còn có 50 đến 60 vị cường giả thiên giai, tu vị từ từ thiên giai nhất trọng đến lục trọng không đều, mấu chốt nhất chính là luyện huyết giáo còn có một vị lão bất tử huyết hồng lão tổ đang bế quan, là cường giả thiên giai cửu trọng rất gần với trí cường giả, thực lực cường đại như thế, ngoại trừ trí cường giả như thiên tinh các chủ thì thiên hạ còn nhân vật nào chống lại nổi. Luyện huyết đại lục cách trục nhật đại lục hơn 800 vạn dặm Văn nhân gia tộc bị diệt, cường giả thiên giai đều bị huyền thiên chu sát, mà ngay cả cường giả địa giai cũng bị hắc y nhân đến sau huyết tẩy không ít, dựa vào cường giả địa giai thì muốn truyền tin đến luyện huyết giáo phải mất bao lâu. Đừng thấy huyền thiên vẹn vẹn dùng hơn một tháng liền từ trục nhật đại lục đến huyết hồn đảo, giữa chúng cũng có khoảng cách hơn 500 vạn dặm. Huyền thiên này đêm đi gấp, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, lúc này mới có thể hơn một tháng tựu đã đuổi đến huyết hồn đảo. Đổi lại cường giả địa giai cảnh thì một năm cũng chưa hẳn có thể tới. Mặc dù cố ý tản tin tức ra thì huyền thiên cũng đến được luyện huyết giáo trước khi tin tức truyền tới, hiện giờ luyện huyết giáo còn chưa thu được tin tức văn nhân gia tộc bị diệt, cho nên tự nhiên không biết huyền thiên có được một đại quân khôi lỗi đủ quét ngang tất cả cường giả ngoại chứ trí cường giả bọn người đoạn vô huyết nghe nói huyền thiên và hướng thiên tiếu đánh tới trước tiên là kinh ngạc sau đó là tức giận chỉ hai người đã dám giết vào tổng bộ luyện huyết giáo cái này cũng quá không để luyện huyết giáo vào mắt rồi mà sau đó đám người đoạn vô huyết lại vui vẻ vui vẻ hắn cùng với ba vị đường chủ phân đường liếc nhau thần sắc trong mắt hiện gió thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa lại xông vào theo bọn người đoạn vô huyết thấy thì huyền thiên và hướng thiên tiếu chính là tự chui đầu vào giỏ, đoạn vô huyết vung tay lên, quát, đi. Làm thịt hai tên tiểu tử cuồng vọng này, luyện hóa bọn chúng thành huyết nô cho ta, trong khi nói chuyện, đoạn vô huyết thân ảnh lóe lên, lập tức xuyên qua đại môn bên cạnh đại điện, cấp tốc xông vào hậu viện đại điện, theo sát phía sau là huyết sát đường chủ, huyết u đường chủ, huyết độc đường chủ, rồi sau đó, là hơn 10 vị thách thượng trưởng lão thiên giai cảnh cũng vọt vào. Luyện huyết đại điện dài 50 đến 60 mét, rộng hơn 30 mét, thập phần rộng lớn, hậu viện cũng không nhỏ, có thể nói là một cái tiểu viện cỡ nhỏ. Cũng rộng chừng mấy chục thước, huyền thiên và hướng thiên tiếu theo cổ truyền tống trận của huyết hồn đường truyền tống đến đây, liền lập tức bị cường giả luyện huyết giáo địa giai cảnh phát hiện, lớn tiếng hô lên. Hai người đối với cường giả luyện huyết giáo ra tay không chút khách khí, kiếm cương vừa ra, không chỉ có mấy vị địa giai cường giả bị giết, mà mấy toàn nhà ở phụ cận đều hóa thành nát bấy dưới kiếm cương, như vậy hậu viện trực tiếp liền cùng một chỗ với đất trống ngoài phòng, lộ ra thập phần rộng lớn, đoạn vô huyết là người đầu tiên vọt tới hậu viện, thần sắc lập tức chấn động, cường giả địa giai kia hô là hai người thiên thiếu và hướng thiếu giết ra từ trong truyền tống trận, trước mắt đoạn vô huyết quả thật cũng chỉ có hai người huyền thiên và hướng thiên tiếu, nhưng phía sau hai. Người lại rậm rạp chẳng chịp đứng hơn 200 khôi lỗi kiếm sĩ, cảnh giới thiên giai thất trọng có đến 7 cái, thiên giai lục trọng thậm chí có đến 15 cái trong đầu đoạn vô huyết đầy hắc tuyến tía má ơi đây mà là hai ngươi sao cái này con mẹ nó là một chi đại quân khôi lỗi a hát con mẹ nó chi đại quân khôi lỗi này còn đều là cường giả thiên giai cảnh nữa chứ ba vị đường chủ huyết sát huyết u huyết độc theo sát tới cũng lập tức sững sờ trông thấy nhiều khôi lỗi kiếm sĩ như vậy thật sự khiến nội tâm bọn hắn run rẩy một phen sau đó lại có càng nhiều thái thượng trưởng lão của luyện huyết chạy đến mỗi người nhìn đại quân khôi lỗi sau lưng huyền thiên cùng hướng thiên tiếu cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, chúng cường giả nghĩ thầm. Đây không phải là đi tìm chết, đây mới thực là muốn đánh vào tổng bộ luyện huyết giáo AH. Bất quá, duy nhất khiến bọn người đoàn vô huyết cảm thấy may mắn chính là, bên trong như khôi lỗi kiếm sĩ này tựa hồ cường đại nhất cũng chỉ có cảnh giới thiên giai thất trọng, tuy rằng số lượng nhiều một chút, nhưng bên phía luyện huyết giáo có phó giáo chủ đoạn vô huyết thiên giai bát trọng ở đây, ngược lại cũng không e ngại, đại chiến giữa võ giả không giống quân đội phàm nhân, xem số lượng nhiều ít, mà là xem chiến lược đỉnh tiêm mạnh bao nhiêu. Số lượng cũng chỉ khi lực lượng tương đương mới có hiệu quả rõ ràng, bởi vì lúc trước huyết độc đường chủ đoán được cường giả trẻ tuổi thiêu dụi huyết hồn đường là huyền thiên, cho nên trông thấy huyền thiên cũng không quá mức kinh ngạc, mà hắn cùng với hướng thiên tiếu cùng mất tích ở ma vụ chi hải, hiện giờ kết bạn mà đến cũng rất bình thường. Thần sắc đoạn vô huyết khôi phục chấn định, nói, những khôi lỗi kiếm sĩ này là thu hoạch của các ngươi trong ma vụ chi hải sao. Quả nhiên là một cổ lực lượng không kém, nếu không có có bổn tỏa ở đây mấy vị phân đường chủ và thái thượng trưởng lão quả thật là không thể ngăn cản những khôi lỗi kiếm sĩ này hắn 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 đoạn vô huyết còn chưa nói xong huyết độc đường chủ liền chỉ vào huyền thiên kinh hô lên huyết độc đường chủ thần sắc rất là khiếp sợ ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp khi ánh mắt mọi người rơi vào trên người huyết độc đường chủ thì huyết độc đường chủ mới tỉnh lại từ khiếp sợ nói tu vị bọn hắn vậy mà đều đột phá thiên giai ngũ trọng các cường giả còn lại từ đầu cũng không chú ý đến tu vị của huyền thiên và hướng thiên tiếu nhưng huyết độc đường chủ đã từng cực kỳ chú ý đối với huyền thiên lúc này gặp mặt trước tiên liền quan sát tu vị huyền thiên kết quả lại khiến hắn khiếp sợ cơ hồ không nói nên lời tất cả cường giả của luyện huyết giáo nghe vậy thần sắc đều khẽ giận mình thông qua tin tức mà đệ tử huyền hồn đường thông qua truyền tống trận chạy trốn tới chủ đường truyền đến thì là một cường giả trẻ tuổi tu vị thiên giai tứ trong đốt huyết hồn đường lúc này mới qua có hai ngày tu vị huyền thiên vậy mà đã đạt đến thiên giai ngũ trọng, hơn nữa trong tin tức về hướng thiếu cũng đã sớm xác nhận tu vị hắn là thiên giai tứ trọng, hơn nữa còn mới bước vào không lâu, tu vị còn chưa đủ vững chắc, bây giờ cũng đạt đến thiên giai ngũ trọng, tốc độ này. Không khỏi quá nhanh đi, tính toán ra, huyền thiên hiện giờ mới 20 tuổi rưỡi, mà hướng thiếu cũng mới vừa vặn 21 tuổi thôi, khi tu vị luyện huyết công tử đạt tới thiên giai ngũ trọng cũng đã là lúc 25 tuổi rồi, chúng cường giả thiên giai của luyện huyết giáo đều hít một hơi lạnh thật sâu, trong nội tâm không khỏi sinh ra ý quyết giết huyền thiên và hướng thiên tiếu, tốc độ phát triển nhanh như vậy, nếu không đánh chết thì về sau quyết không còn cơ hội nữa, huyền thiên cảm nhận được sát tâm của chúng cường giả đối phương. Khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời, cánh tay vung lên phía trước quát giết. Hơn 200 vị khôi lỗi kiếm sĩ, lập tức giết tới chúng cường giả thiên giai của luyện huyết giáo, hơn 200 đạo kiếm cương chém tới khí thế cường đại phô thiên cái địa kia làm cho phong vân cũng lập tức biến sắc, thái thượng cường giả của luyện huyết giáo tất cả đều thu liễm tâm thần, bọn hắn nhân số chỉ chừng 50 đến 60, đối mặt nhiều khôi lỗi kiếm sĩ như vậy, luận số lượng, luận tu vị đều vượt qua bọn hắn, việc duy nhất bọn hắn có thể làm chính là phòng thủ. Sau đó đặt tất cả hy vọng lên người phó giáo chủ đoạn vô huyết. Trong tay đoạn vô huyết lập tức xuất hiện một thanh bảo khí trường đao, một đao chém ra, huyết lãng ngập trời, một đạo huyết sắc đao cương liền bổ tới mấy cỗ khôi lỗi chi tôn tu vị thiên giai thất trọng, ánh mắt huyền thiên một mực nhìn vào đoạn vô huyết, hiện giờ tu vi của hắn đột phá đến cảnh giới thiên giai ngũ trọng, hơn nữa còn củng cố đến trung kỳ, chiến lực so với thiên giai tứ trọng đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Tu vị đoạn vô huyết là thiên giai bát trọng, vừa vặn nếm thử một chút, thiên cương địa sát kiếm trận chém giết cường giả cái thế thiên giai bát trọng đến cùng là dễ hay khó thiên cương địa sát kiếm trận. Đối với đao cương mà đoạn vô huyết bổ ra, huyền thiên thân tùy ý động, vung tay lên về phía trước, siêu. Siêu, 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 trong chốc lát, một mảng lớn kiếm quang tử trong cơ thể huyền thiên nổ bắn ra, 360 chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm trong nháy mắt liền bay bên ngoài cơ thể huyền thiên, tạo thành thiên cương địa sát kiếm trận, huyền thiên một tay hướng lên trời, một tay hướng xuống đất, hai tay lập tức vẽ một cái, hai bộ phận của thiên cương địa sát kiếm trận cũng lập tức đối xả giao hòa cùng một chỗ, kiếm khí gợn sóng lập tức xuất hiện ngưng tụ thành một thanh kiếm cương khủng bố, bổ về phía đao cương của đoạn vô huyết, cùng là kiếm cương do thiên cương địa sát kiếm trận ngưng tụ. Mà thành, nhưng khi tu vị huyền thiên đề cao một cảnh giới, chiến lược tăng lên, lực công kích của kiếm trận kiếm cương so với lúc huyền thiên công kích luyện huyết công tử cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đáng sợ đến cực điểm, giang rắc giang rắc giang rắc. Huyết sắc đao cương của đoạn vô huyết dưới kiếm trận kiếm cương đánh đến liền như thủy tinh bị đập mạnh vậy, lập tức bảo toái cái gì đoàn vô huyết thân thể chấn động, trong mắt lộ vẻ không dám tin, tam đại đường chủ phân đường, thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh còn lại cũng đều lập tức rung động. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cường giả cái thế thiên giai bát trọng chiến lực cường đại cỡ nào. Nhưng huyền thiên tu vị mới là thiên giai ngũ trọng vậy mà lại đánh tan đao cương của đoạn vô huyết dễ dàng như vậy, điều này sao có thể. Tranh lệch giữa thiên giai ngũ trọng và bát trọng rất lớn, lực công kích của huyền thiên khủng bố hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người, thần sắc đoạn vô huyết bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng đến cực điểm, hắn phù một tiếng nổ ra một ngụm máu tươi, phun lên bảo khí trường đao trên tay, quát tâm huyết tế đao, chàm thiên phá địa. Trong lúc hét lớn, một đào huyết sắc đao cương khủng bố chém xuống huyền thiên. Huyết khí ngập trời kia xông thẳng lên trời, ánh đỏ lên toàn bộ bầu trời, đoạn vô huyết tự hao tổn tâm huyết đánh một kích đỉnh phong, uy lực mạnh mẽ vượt qua cực hạn của hắn, một đao kia, so với luyện huyết công tử vận chuyển luyện huyết thần đao thi triển công pháp vương cấp còn khủng bố hơn gấp 10 lần. Dù sao, tu vị đoạn vô huyết vẫn còn đó, cương nguyên hùng hỗn tuyệt đối không phải luyện huyết công tử có thể so sánh. Đối mặt với một đao khủng bố này, huyền thiên vẫn không chút hoang mang, hai tay của hắn khép lại. Đâm về phía nói, phá cho ta. 360 chuôi linh kiếm bỗng nhiên hội tụ thành một thanh cự kiếm, dung nhập vào trong kiếm trận kiếm cương đâm tới phía trước, trong nháy mắt, huyết khí xông lên tới trời kia đã bị một cổ vô ảnh kiếm khí kinh khủng chém cho không còn một chút nào, không cách nào hình dung lực lượng một kiếm này, giang sắc. Một đảo thanh âm nghiền nát vang lên, chỉ trong nháy mắt, huyết sắc đao cương do đoạn vô huyết hao phí tâm huyết chém ra lập tức liền hóa thành hư vô, tu vị huyền thiên tăng lên một cảnh giới. Cảm ngộ cương nguyên và kiếm ý đều tăng trưởng trên diện rộng, uy lực của thiên cương địa sát kiếm trận càng bào tăng gấp nhiều lần, huyền thiên vận chuyển thiên cương địa sát kiếm trận một kích toàn lực, lực công kích khủng bố vượt ngoài dự liệu của hắn, thật không ngờ, một kích đỉnh phong do cường giả cái thế thiên giai bắt trọng phát ra vậy mà bị phá dễ dàng như vậy, linh kiếm cực lớn kia đánh tan đao cương của đoạn vô huyết trong chốc lát liền bắn đến trước mặt đoạn vô huyết, dưới ánh mắt kính hái của đoạn vô huyết. Hộ thể cương nguyên lập tức bị đâm thủng, tựa hồ không có hiệu quả gì cả, trong nháy mắt, đoạn vô huyết đã cảm thấy ngực mát lạnh, thân thể của hắn không tự chủ được bay ngược về sau, keng. Thân thể đoạn vô huyết trùng trùng điệp điệp đập vào vách tường, linh kiếm cực lớn do 360 chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, găm hắn lên vách tường, kiếm trận kiếm cương như như một lưỡi đao sắc bén nhảy vào cơ thể đoạn vô huyết, tùy ý phá hư lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn. Trong nháy mắt liền khiến sinh cơ đoạn vô huyết đứt đoạn, đi đời nhà ma. Nói thì chậm, diễn ra lại nhanh, kiếm trận kiếm cương phá vỡ huyết tế đao cương, sau đó xuyên thấu qua thân thể đoạn vô huyết, lại găm hắn lên tường đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đao cương liền biến thành hư vô, thân thể đoạn vô huyết không còn nữa, đợi khi ánh mắt các cường giả luyện huyết giao nhìn đến hướng kiếm cương kia vọt tới thì trong chốc lát hai mắt mọi người đều hóa thành kinh hái. Cảnh tượng đoạn vô huyết bị đóng đinh chết ở trên vách tường đều lọt vào mắt, phó giáo chủ. Không ít cường giả kêu to một tiếng, tiếng kêu kia thê lương đến cực điểm, tựa hồ tim và mật đều vỡ nát, thực lực đoạn vô huyết vô cùng cường đại, nhưng cũng trong nháy mắt đã bị huyền thiên miễu sát, chiến lược như vậy cơ hồ khiến người khiếp sợ, theo những tiếng giống to này, một mảnh tiếng kêu thê lương thảm thiết chính thức xuất hiện. Luyện huyết giáo không ít cường giả thiên giai bởi vì đoạn vô huyết bị thuấn sát mà phân thần, còn khôi lỗi kiếm sĩ đánh về phía bọn hắn lại không chút cảm tình, cũng không chút lưu thủ, lập tức đều bị khôi lỗi kiếm sĩ chém giết. Ánh mắt huyền thiên lạnh lùng đảo qua mọi người, quát lớn, luyện huyết giáo làm nhiều việc ác, làm hại thần châu đại địa, nay ta liền diệt đi luyện huyết giáo, khiến luyện huyết giáo từ nay về sau xóa tên. Trong lúc nói chuyện, huyền thiên duỗi tay phải ra, xa xa chảo về phía thanh linh kiếm cực lớn do 360 linh kiếm thiên cấp thượng phẩm hợp thành ở trên. Người đoạn vô huyết, bá, chuôi linh kiếm cực lớn này lập tức lui về sau, phân tán thành 360 chuôi linh kiếm, phi tốc bắn về phía huyền thiên, thân thể đoạn vô huyết đã mất đi điểm chống đỡ, lập tức rớt xuống mặt đất, thẳng đến lúc này trong mắt đoạn vô huyết vẫn lộ ra vẻ kinh hãi vô hạn, hiển nhiên không ngờ rằng hắn thân là đường đường phó giáo chủ luyện huyết giáo, tu vị đạt đến cảnh giới thiên giai bát trọng vậy mà lại bị một cường giả hậu bối thiên giai ngũ trọng giết, cho dù chết, đoạn vô huyết cũng không dám tin, huyền thiên thân tùy ý động. Hai tay vung sang hai bên, hét lớn một tiếng, giết. 360 chuôi linh kiếm lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa thiên cương địa sát chi lực, như tách ra như pháo hoa, bỗng nhiên bắn về bốn phía, Huyền Thiên không cố ý đánh về người nào, nhưng kiếm cương linh kiếm rậm rạp chẳng chịt mà đến kia lại khiến mỗi cường giả luyện huyết giáo trong phạm vi công kích đều nhận lấy công kích, keng 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 keng. Chấm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, trong đó xen lẫn trên người đạo tiếng kêu thảm thiết. Tuy rằng mỗi vị cường giả gặp phải số lượng kiếm cương linh kiếm không nhiều lắm, nhưng lực công kích cũng không thể khinh thường, cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ cơ bản ngăn cản không nổi, bảo khí trong tay bị chấn sang một bên, trực tiếp bị linh kiếm bắn xuyên, nặng thì lập tức chết, nhẹ cũng bị thương rất nặng, bởi vì cuốn quyết ngăn cản linh kiếm công kích, còn có một vài cường giả bị kiếm cương của khôi lỗi kiếm sĩ bổ chúng, không chết cũng bị thương, bảy bổ khôi lỗi chi tôn thiên giai thất trọng kia thực lực phi thường khủng bố. Ngoại trừ huyết u đường chủ, huyết độc đường chủ ngăn cản được hai cổ khôi lỗi trí tôn ra thì năm cỗ còn lại, chỗ kiếm cương đảo qua tất có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cường giả của luyện huyết giáo liên tiếp chết đi, về phần huyết sát đường chủ thực lực mạnh nhất lại liên tiếp bại lui dưới công kích của hướng thiếu tu vị hướng thiếu hiện giờ đã là thiên giai cảnh ngũ trọng, chiến lược mạnh mẽ, so với lúc luyện huyết công tử ở thiên giai ngũ trọng chỉ mạnh hơn chứ không yếu, hắn vận chuyển đại kim cương thần lực công, quyền cương màu vàng như mặt trời trói mắt liên tục đánh ra, còn có đại ngũ hành kiếm trận do 25 chuôi linh kiếm tạo thành quay chung quanh hắn, công thủ nhiều mặt, huyết sát đường chủ tuy rằng là cường giả thiên giai cảnh thất trọng đỉnh phong nhưng cũng khó địch lại, huyết sát đường chủ thấy cường giả luyện huyết giáo tử thương hơn phân nửa. Đoàn vô huyết lại bị đánh chết tươi, giờ phút này quả thực chính là binh bại như núi đổ biết rõ luyện huyết giáo đại thế đã mất hoàn toàn không địch nổi đối phương lập tức hét lớn một tiếng đi buông tha cho tổng bộ tiến đến tìm giáo chủ hội hợp huyết sát đường chủ lao ra khỏi công kích cuồng bạo của hướng thiếu lập tức trùng thiên mà đi cường giả còn lại thấy thế cũng nhao nhao bay lên trời muốn chạy trốn tứ tán huyền thiên ánh mắt khẽ động hai tay lập tức vươn lên bầu trời vẽ ra hai bên một cái quát đều lưu lại cho bản thiếu gia siêu, 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 xíu, yêu yêu. Trong chốc lát, kiếm quang phi tốc như hào quang lập lòe, 360 chuôi linh kiếm trong chốc lát bay đi tứ hướng, lúc này không có một thanh linh kiếm tấn công địch, cơ hồ như thuấn gì vậy, lập tức xuất hiện ở bên ngoài hơn 2.000 m trận pháp không gian cường đại bao phủ phạm vi hơn 2.000 m Thiên cương địa sát đại trận vô cùng vô tận tựa hồ tạo thành một ngọn núi lớn vô hình từ không trung áp xuống cường giả luyện huyết giáo xông lên bầu trời lập tức chỉ cảm thấy thân thể vô cùng trầm trọng, phục phục xuống mặt đất, chúng cường giả luyện huyết giáo thần sắc hoàng hốt. Ý tứ của huyền thiên rất rõ ràng, muốn một mẻ hốt gọn bọn họ, giờ phút này, trong mắt chúng cường giả luyện huyết giáo lộ vẻ sợ hãi, bọn hắn tuy là người trong tà giáo, nhưng lại coi huyền thiên như là ma quỷ vậy. Trẻ tuổi như vậy đã có cảnh giới thiên giai cảnh ngũ trọng, hơn nữa còn có chiến lực khủng bố như thế, đây là người sao? trong nội tâm chúng cường giả không khỏi suy đoán lung tung, ngay khi chúng cường giả bị thiên cương địa sát đại trận câu thông thiên địa đại thế từ trên không ép xuống, cho rằng chỉ còn đường chết thì bỗng nhiên một tiếng hét to vang lên, thanh âm rung trời động địa ai dám dương oai ở luyện huyết thần giáo ta. Theo thanh âm này vang lên, vịt một tiếng, trận pháp không gian chắc chắn lập tức xuất hiện một cái khe lớn cự đại dài hơn 2.000 mét, một đảo đao cương thoáng hiện, một vị lão giả áo đen dâu bạc trắng tóc trắng bỗng từ trên trời giáng xuống, trên mặt lão giả này đầy nếp nhăn, vô cùng già nua, nhưng hai mắt sáng ngời hữu thần, tinh khí thâm hậu, khí thế trùng thiên, mang đến cho người một loại cảm giác uy mãnh, một đao chảm phá thiên cương địa sát đại trận, thực lực lão giả này đương đối đáng sợ, so với đoạn vô huyết phải cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, cường giả thiên giai còn sống của luyện huyết giáo chỉ còn lại chừng một nửa, nguyên bản đã vô cùng hoảng sợ, cảm thấy chỉ còn con đường chết nhưng vừa trông thấy lão giả này thì trên mặt lập tức tinh thần chấn động, trong mắt nổi lên hào quang hương phấn. Cảm giác chán trường lập tức tiêu tan không còn gì nữa, huyết hồng lão tổ. Huyết hồng sư thúc, chấm, nguyên một đám lão đầu tử niên kỳ ít nhất đã ngoài 60 ánh mắt nhìn người này đều vô cùng sùng kính, hưng phấn hô lên, lập tức liền tụ về phía lão nhân kia, thiên hồng lão tổ, tu vị thiên giai cảnh cửu trọng, là lão bất tử của luyện huyết giáo, đã nhiều năm không xuất thế, bất quá, huyết hồng lão tổ ở ngay trong tổng bộ luyện huyết giáo vẫn âm thầm chú ý đến luyện huyết giáo luyện huyết giáo đã xảy ra biến cố lớn đã đến lúc sinh tử tồn vong cho dù huyết hồng lão tổ không còn sống được mấy năm nữa nhưng đã sống cả đời ở luyện huyết giáo vẫn nên xuất một phần lực cho luyện huyết giáo huyết hồng lão tổ vừa hiện thân hướng thiếu liền lập tức đình chỉ công kích đối với huyết sát đường chủ lui đến bên cạnh huyền thiên hắn cảm thấy từ trên người lão già này có lực uy hiếp cực lớn thực lực lão nhân kia nhất định là cực kỳ khủng bố, thiên cương địa sát kiếm trận vừa bị xé mở, huyền thiên hai tay khẽ vẫy, 360 chuôi linh kiếm hóa thành đạo đạo kiếm quang, lập tức thu hồi vào trong cơ thể, đồng thời, thánh giáp khôi lỗi thiên giai bát trọng cũng xuất hiện bên người huyền thiên, đối với cường giả cái thế thiên giai cửu trọng huyền thiên tuyệt không dám khinh thường, huống chi, huyết hồng lão tổ trước mặt so với thiên trí lão tổ của văn nhân gia tộc tinh thần càng tốt hơn. Huyền thiên có thể cảm giác được, thực lực của hắn cũng mạnh hơn thiên trí lão tổ, bất quá, có thánh giáp khôi lỗi ở đây, huyền thiên căn bản không sợ huyết hồng lão tổ chút nào, dù cho huyết hồng lão tổ có chiến lực ngang hắn, vậy thì bên hắn còn có hướng thiếu và hơn 200 khôi lỗi kiếm sĩ, đoàn vô huyết của luyện huyết giáo đã bị giết, căn bản không thể ngăn được công kích của hướng thiếu và hơn 200 khôi lỗi kiếm sĩ, thân ảnh huyền thiên lóe lên, liền tiến nhập vào trong thánh giáp khôi lỗi. Trong này, hắn mới không sẽ cảm thấy nguy hiểm từ huyết hồng lão tổ ở đối diện huyết hồng lão tổ đáp xuống trên mặt đất nhìn thoáng qua thi thể đoạn vô huyết cách đó không xa trong ánh mắt lập tức bắn ra lệ mang ánh mắt của hắn nhìn qua hướng thiếu và huyền thiên ở trong thánh giáp khôi lối cuối cùng dừng ở trên người huyền thiên nói lá gan của nhị vị thực không nhỏ dám đến luyện huyết thần giáo ta giết người lão phu cả đời giết qua không ít thiên tài tới gần lúc tuổi già không còn sống được mấy năm nữa hai người các ngươi lại còn dám đến tìm chết lão phu sẽ thành toàn các ngươi cho các ngươi tự mình nhận thức cảm giác tử vong là thế nào. Huyền Thiên chăm chú nhìn vào huyết hồng lão tổ, lạnh lùng thốt, có lẽ là ngươi mất mạng trước đấy, hừ. Chấm than, huyết hồng lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ trương lên, muốn ra tay, đúng lúc này, trong truyền tống trận đột nhiên hào quang lóe lên, có người thông qua truyền tống trận mà đến. Chấm, ánh mắt mọi người đều nhìn sang truyền tống trận, huyết hồng lão tổ vốn muốn ra tay, cũng lập tức ngừng lại, Huyền Thiên và Hướng Thiếu cũng lập tức nhìn sang, trong truyền tống trận sắp xuất hiện người nào, tất cả mọi người phi thường chú ý, người luyện huyết giáo đang chờ mong, trong ánh mắt lóe ra hào quang hưng phấn, bọn hắn chờ mong người từ trong truyền tống trận đi tới sẽ là luyện huyết giáo chủ, hào quang của truyền tống trận lóe lên một cái, rất nhanh liền trở bình thường lại, một bóng người đột nhiên xuất hiện, theo bóng người này vừa hiện, một giọng nói liền hỏa tốc truyền ra, cấp báo, cấp báo, nghe thanh âm vô cùng lo lắng chúng cường giả luyện huyết giáo trong lòng đều siết chặt mỗi người đều không tự chủ được nghĩ tới chiếc cuộc với thiên tinh các chẳng lẽ là là có tình hình gì mới theo thanh âm lo lắng kia vừa dứt bóng người trong truyền tống trần cũng rõ ràng hơn là một cường giả thiên giai cảnh tam trọng giờ phút này hắn đã thấy rõ phía trước có đông đảo thách thượng trưởng lão của luyện huyết giáo hơn nữa còn có một vài thi thể trên mặt càng cả kinh bất quá bởi vì đưa lưng về phía huyền thiên và hướng thiên tiếu cho nên hai người cùng với hơn hai chăm vì khôi lỗi kiếm sĩ người này cũng không trông thấy, thách thượng trưởng lão của luyện huyết giáo vừa thấy cường giả này trong ánh mắt liền lộ ra vẻ quen thuộc, hiển nhiên nhận ra người này, người này là là một gia chủ của gia tộc tam phẩm trên huyết hồn đảo, gia tộc này hoàn toàn quy thuận luyện huyết giáo, khi huyền thiên thiêu dụi huyết hồn đường thì gia tộc này đã phái người qua báo tin, hiện giờ gia chủ càng đích thân đến, có thể nghĩ nhất định là đã xảy ra chuyện lớn, huyết hồng lão tổ nghe thấy liền bực bội. Vung tay lên, quát chuyện gì xảy ra, nói mau chấm than, cường giả này vọt tới trước mặt chúng thái thượng trưởng lão luyện huyết giáo, hoảng sợ nói trục nhật đại lục ra. Xảy ra chuyện lớn, văn nhân gia tộc bị diệt, cái gì, cái gì, cái gì. Trong nháy mắt, có vài chục tiếng kinh hô không thể tin nổi vang lên, văn nhân gia tộc cũng như luyện huyết giáo, là thế lực nhất phẩm, mặc dù văn nhân chân một không ở trong tộc, nhưng thực lực của văn nhân gia tộc không khác lắm với luyện huyết giáo hiện giờ, trong tộc cũng có cường giả cái thế thiên giai cửu trọng tỏa chấn, gia tộc cường đại như thế lại bị người diệt sao? Điều này sao có thể? Lông mày huyết hồng lão tổ đột nhiên nhíu một cái, quát việc này là thật sao? Nếu văn nhân gia tộc thực sự bị diệt, vậy thì luyện huyết giáo sẽ rất nguy hiểm, tất cả thái thượng trưởng lão của luyện huyết giáo đều quy hung thủ thành thiên tinh các. Nguyên một đám hồn tinh lạnh mình, chẳng lẽ thiên tinh các ngoại trừ thiên tinh các chủ gia còn có trí cường giả thiên giai thập trọng sao? Diệt một thế lực nhất phẩm có cường giả thiên giai cử trọng tọa chấn, ngoại trừ trí cường giả ra. Người khác sao có thể làm được, cường giả thiên giai tam trọng kia bị huyết hồng quát, lập tức chấn định hơn rất nhiều, nói chắc chắn 100%, cường giả thiên giai của văn nhân gia tộc tất cả đều bị diệt, một người cũng không trốn được, cường giả địa giai cảnh mang tin đến cho nên đặc biệt chậm, lúc văn nhân gia tộc bị diệt là nửa năm trước, cho đến hôm nay ta mới nghe được tin tức, biết rõ sự tình trọng đại nên lập tức chạy đến tổng bộ để bẩm báo nửa năm trước văn nhân gia tộc đã bị diệt. Thái thượng trưởng lão của luyện huyết giáo chỉ cảm thấy một cổ xuyên tim, mà đối diện bọn hắn, huyền thiên và hướng thiên tiếu lại lộ biểu lộ như cười như không nhìn mọi người. Trong mắt huyết hồng lão tổ cũng lộ ra vẻ kinh hái, nói có biết người nào làm không? Người kia nhẹ gật đầu, nói nghe nói là một cường giả trẻ tuổi gọi là thiên thiếu mang theo đại lượng khôi lỗi kiếm sĩ, diệt đi văn nhân gia tộc, thiên trí lão tổ của văn nhân gia tộc cũng bị thiếu thiếu chém chết lời vừa nói ra, ánh mắt chúng cường giả luyện huyết giáo bỗng nhiên hóa thành khiếp sợ và hoang mang. Nhìn về phía trước, như gặp quỷ vậy, thân thể không tự chủ được run lên. Người tiêu diệt văn nhân gia tộc vậy mà lại là địch nhân trước mắt, huyền thiên. Cho đến giờ phút này, chúng cường giả luyện huyết giáo mới biết được huyền thiên đáng sợ đến cỡ nào, diệt đi thế lực nhất phẩm văn nhân gia tộc, điều này cần chiến lược khủng bố nghịch thiên đến mức nào, huyết hồng lão tổ cũng bỗng nhiên biến sắc, phía sau lưng nổi lên một cỗ cảm giác man mát. Cảm giác rét lạnh thấu xương này khiến người cảm giác như lọt vào hầm băng, ánh mắt Huyền Thiên đảo qua mặt chúng cường giả luyện huyết giáo. Nói, tin tức hiện giờ mới truyền tới sao? Thật đúng là không phải chậm bình thường, văn nhân gia tộc đã bị diệt đi, hiện giờ nên đến phiên luyện huyết giáo rồi. Chấm than, cường giả báo tin kia lúc thấy ánh mắt chúng cường giả luyện huyết giáo biến sắc trong nội tâm cũng không tự giác được lạnh cả người, giờ phút này thanh âm của Huyền Thiên vang lên, hắn quay người nhìn lại trông thấy đám khôi lỗi kiếm sĩ chẳng chịt kia liền thét lên một tiếng, trực tiếp nhảy dựng về sau, thần sắc hoảng sợ cực điểm, khôi lỗi kiếm sĩ, cường giả trẻ tuổi. Người diệt văn nhân gia tộc vậy mà đang ở ngay trong luyện huyết giáo, giờ khắc này, cường giả báo tin kia cuối cùng cũng rõ vì sao trong luyện huyết giáo lại nhiều thi thể như vậy, nguyên lai luyện huyết giáo cũng đang như văn nhân gia tộc, lâm vào nguy hiểm chính diện, cường giả báo tin trong nội tâm rét run, hắn cảm giác mình chạy tới tổng bộ luyện huyết giáo báo tin có thể dùng bốn chữ để hình dung, thuần túy tìm chết, không có khả năng, hắn dùng khôi lỗi kiếm sĩ thiên giai bát trọng làm sao có thể giết được thiên trí lão tổ của văn nhân gia tộc. Điều đó không có khả năng, có thái thượng trưởng lão của luyện huyết giáo giống to lên. Hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này được, hướng thiên tiếu nở nụ cười, nói tin tức của các ngươi cũng quá thiếu linh thông rồi, hiện giờ mới biết được chuyện văn nhân gia tộc bị diệt, giờ còn lừa mình dối người, nghi vấn nữa, hắc hắc, chuyện các ngươi cảm thấy không có khả năng, ở trên tay thiên thiếu đều có khả năng cả, các ngươi còn không biết sao, luyện huyết công tử cũng đã chết ở trên tay thiên thiếu rồi. Chúng cường giả luyện huyết giáo thần sắc càng kinh hái, một người quát điều đó không có khả năng, công tử là người có đại khí vận, đã thông qua được khảo nghiệm của trường sinh vương, lấy được thần công vương cấp huyết vương trường sinh quyết, nhất định trở thành tồn tại vương giả vô thượng, công tử quyết không thể nào vẫn lạc được. Một đám gia hòa lừa mình dối người. Chấm than hướng thiên tiếu vừa nhấc tay trong tay liền xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao đúng là vũ khí của tuyển huyết công tử nói đoạn đầu đao của luyện huyết công tử ở đây còn người đã chìm xuống biển bị cá ăn rồi đoạn đầu đao này là chiến lợi phẩm huyền thiên đưa cho hướng thiên tiếu luyện huyết công tử truy sát hướng thiên tiếu hơn một tháng hướng thiên tiếu hận hắn đến ngứa răng nhưng luyện huyết công tử đã bị huyền thiên chém huyền thiên liền đưa đoạn đầu đao cho hướng thiên tiếu để hắn giải hận đoạn đầu đao là binh khí tùy thân của luyện huyết công tử không phải chết tuyệt đối sẽ không rơi vào tay người khác, hướng Thiên Tiếu lấy đoạn đầu đao ra có thể nói là một bằng chứng, chứng minh Luyện Huyết công tử chắc chắn 100% đã tử vong, tin tức này, so với tin tức văn nhân gia tộc bị diệt còn khiến chúng cường giả Luyện Huyết giáo rung động hơn, bọn hắn chỉ cảm thấy trời như sụp xuống vậy, Luyện Huyết công tử tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, hắn là hy vọng của Luyện Huyết giáo, nguy hiểm có nhiều hơn nữa. Khó khăn có lớn hơn nữa chúng cường giả Luyện Huyết giáo đều có thể đối phó được, nhưng lại không thể không có hy vọng luyện huyết công tử vừa chết, tương đương trực tiếp đè nát hy vọng của bọn hắn, tin niệm trong lòng cơ hồ sụp đổ, thanh âm huyền thiên vang lên, được rồi, lời thừa nói quá nhiều rồi, nên tiễn đưa các ngươi lên đường thôi. Nói xong, hắn mở phòng hộ bản của thánh giáp khôi lỗi ra chui vào, lập tức cảm nhận được lực lượng cường đại, chống lại cường giả cái thế thiên giai cửu trọng huyền thiên vẫn phải dựa vào thánh giáp khôi lỗi, nơi này có một truyền tống trận. Luyện huyết giáo chủ nói không chừng lúc nào cũng có thể đột nhiên xuất hiện, không phải chỗ có thể ở lâu, chấm dứt càng sớm càng tốt, trong hư không bỗng xuất hiện quý tích của đạo, thánh giáp khôi lỗi tay trái thi triển vạn hóa thánh pháp, phải tay mang theo cự long kiếm, cương mang đại thịnh, giết tới huyết hồng lão tổ, vạn hóa thánh pháp vừa ra, hư không phạm vi hơn 2000 mét đều bị vặn vẹo, chúng cường giả luyện huyết giáo chỉ cảm thấy cương nguyên hộ cháo bên ngoài cơ thể bỗng bị một cổ lực lượng cường đại tan giá. Bị hóa đến không còn gì, tất cả đều sắc mặt hoảng hốt, vạn hóa thanh pháp. Chấm than không ít cường giả kinh hô lên hai năm qua vạn hóa thánh pháp của thiên tinh các chủ đánh cho luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh không ngẩng đầu lên được luyện huyết giáo cách thần châu gần hơn trục nhật đại lục nhiều tự nhiên đối với vạn hóa thánh pháp rất rõ ràng mấy năm trước khi di tích vạn hóa xuất thế đệ nhất công tử đã lấy được vạn hóa thánh pháp nhưng lại bị một cường giả thần bí cướp đi không ít thế lực đều vì đệ nhất công tử mất đi vạn hóa thánh pháp mà cảm thấy may mắn nhưng không ngờ đây là thiên tinh các chủ làm giả lừa gạt người trong thiên hạ Vùng trộm tới cướp đi, thiên tinh các chủ và đệ nhất công tử đã sớm bắt đầu tu luyện vạn hóa thánh pháp. Thẳng đến hai năm trước có chút thành tựu thiên tinh các chủ lập tức đè ép luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh. Còn đệ nhất công tử thì trong đại chiến trên nguyên trúc đảo vào hai năm trước đã bằng vạn hóa thanh pháp toàn thắng luyện huyết công tử, thiên tinh các chủ và đệ nhất công tử biết vạn hóa thanh pháp. Cường giả luyện huyết giáo biết rõ, nhưng huyền thiên vậy mà cũng biết vạn hóa thanh pháp khiến bọn hắn cảm thấy rất khiếp sợ, huyết hồng lão tổ thần sắc nghiêm trọng, tuy rằng hắn có tu vị thiên giai cửu trọng đỉnh phong, nhưng cường giả thiên giai bát trọng thi triển vạn hóa thánh pháp, hắn thật đúng là không nhất định địch lại, hắn đón một kiếm do thánh giáp khôi lỗi chém xuống, đồng thời hét lớn một tiếng, buông tha cho tổng bộ, tất cả mọi người đi, có thể đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, đi tìm giáo chủ chém giết tiểu tặc này. Đao cương của huyết hồng lão tổ lực công kích thập, phần khủng bố, ngay cả thiên cương địa sát kiếm trận của huyền thiên cũng có thể bổ ra, nhưng hiện giờ bị vạn hóa thánh pháp suy yếu lực lượng lực lượng có khủng bố hơn nữa cũng đã mất đi sắc bén, kiếm cương đao cương bổ cùng một chỗ, đao cương lập tức hóa thành nát bấy, mà kiếm cương tuy rằng cũng văng tung tóe rồi, nhưng chỉ văng tung tóe một nửa, cũng không nát bấy toàn bộ, qua đó có thể thấy được sau khi uy lực đao cương của huyết hồng lão tổ bị vạn hóa thánh pháp suy yếu thì đã không bằng được kiếm cương của thánh giáp khôi lỗi, mà huyền thiên mở địa nhãn thần đồng ra là có. Thể thấy được sơ hở trong công kích của đối phương, tuy rằng thực lực huyết hồng lão tổ có mạnh hơn nữa, nhưng nếu đánh nhau thì huyết hồng lão tổ tất phải bại, chúng cường giả luyện huyết giáo nghe huyết hồng lão tổ hô như vậy, biết rõ ngay cả huyết hồng lão tổ cũng khó có thể bảo trụ bọn hắn liền lập tức trùng thiên mà đi, cũng đã giết đến tổng bộ luyện huyết giáo, huyền thiên há lại cho những cường giả thiên giai của luyện huyết giáo chạy mất, tâm niệm vừa động, khôi lỗi đại quân lập tức cũng trùng thiên lên. Đuổi giết, mà bản thân huyền thiên thì khống chế thánh giáp khôi lỗi đại chiến với huyết hồng lão tổ, kiếm cương lướt qua, đao cương của huyết hồng lão tổ hóa thành nát bấy giết cho huyết hồng lão tổ liên tiếp bại lui, hướng thiên tiếu cũng lập tức xông lên thiên không, thân thể của hắn tách ra kim quang, bên ngoài cơ thể bồng bềnh 25 chuôi linh kiếm, một bên thi triển thần công vương cấp, một bên khống chế kiếm trận, đại sát tứ phương, thánh giáp khôi lỗi chiếu đầu vô cùng kịch liệt với huyết hồng lão tổ. Tốc độ ra chiêu cực nhanh, trong nháy mắt đã giao phong hơn 10 chiêu, huyết hồng lão tổ liều mạng không đến trăm chiêu liền vô ý bị kiếm cương bổ chúng, phù một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, đến lúc này, cường giả luyện huyết giáo chạy trốn chết trên bầu trời lại vẫn lạc hơn phân nửa, ngay cả huyết u đường chủ cũng bị hướng thiên tiếu dùng đại ngũ hành kiếm trận chém giết, còn có một phần nhỏ cường giả, số lượng chỉ chừng 10 người, đều là tồn tại thực lực tương đối mạnh theo bốn phương tám hướng trốn đến phương xa, thực lực của luyện huyết giáo mạnh hơn văn nhân gia tộc một phần. Nhất là huyết hồng lão tổ, chiến lược mạnh mẽ, còn cao hơn văn nhân thiên trí một bậc, mặc dù thánh giáp khôi lỗi sử dụng vạn hóa thánh pháp cũng khó có thể chém giết, cho nên Huyền Thiên diệt văn nhân gia tộc, cường giả thiên giai cơ hồ là toàn diệt, mà luyện huyết giáo lại chạy trốn được trên 10 người, huyết hồng lão tổ thấy chúng cường giả phát khốn, lập tức điên cuồng phản kích Huyền Thiên mấy chiêu, sau đó, bước ra thối lui, bay lên trên không, rất nhanh liền xa xa rời đi, Huyền Thiên nhìn đám người đã chạy xa cũng không chạy theo đuổi giết. Tuy rằng tốc độ của hắn cực nhanh, đuổi một người không khó, nhưng cường giả luyện huyết giáo bay theo các hướng khác nhau, đuổi được một người nhưng khó đuổi được người thứ hai nếu không thể giết sạch toàn bộ thì giết nhiều thêm vài người cũng không nghĩa lý gì. Trong luyện huyết giáo, cường giả thiên giai chừng hơn 50 người, cuối cùng chạy trốn chỉ chừng 10 người, cơ hồ vẫn lạc 8 phần, mà ngay cả phó giáo chủ đoạn vô huyết cũng bị vẫn lạc, có thể nói là tổn thất thảm trọng đến cực điểm, trọng yếu nhất là tổng bộ luyện huyết giáo cũng bị huyền thiên công chiếm. Luyện huyết giáo tương đương với đã mất đi căn cơ, luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh đều ở trong hải vực gần thần châu đại địa dẫn đầu đại lượng cường giả kịch chiến với thiên tinh các cùng thiên tinh các chủ hai ba ngày một tiểu chiến năm sáu ngày một đại chiến đánh cho khí thế ngất trời nếu biết được căn cơ đã bị hủy có thể nghĩ được biểu lộ hai người này thế nào mấy thái thượng trưởng lão thiên giai đều bị chém giết tuyệt đại đa số giáo chúng của luyện huyết giáo đã sợ đến hồn kinh tán đảm cường giả địa giai chạy trốn tứ tán võ giả tiên thiên cảnh võ đạo cảnh chỉ hận chính mình sinh ít hai chân cũng dốc sức liều mạng chạy ra ngoài huyết long cốc huyền thiên và hướng thiên tiếu tìm qua trong luyện huyết giáo một phen tìm được một cái bảo khố đạt được không ít linh dược đan dược và linh thạch cùng với các loại tài liệu sau đó thả một mồi lửa một mồi đốt trụi luyện huyết đại điện cùng với toàn bộ huyết long sơn mạch không còn một mảnh khiến luyện huyết giáo đã trở thành một mảnh phế tích cho tàn huyết long sơn mạch trên một ngọn núi cao ngất huyền thiên và hướng thiên tiếu đang đứng trên đỉnh núi nhìn sơn cốc bốc cháy rừng rực bên dưới Luyện Huyết giáo 20 năm trước xâm lấn Thần Châu đại địa, giết đến thây ngang khắp đồng, làm hại thiên hạ, tàn sát toàn tộc La khiếu giá, hơn 10 năm trước càng sát hại cha mẹ Long Tử Nhiên, mấy năm trước cũng kết xuống rất nhiều thù hận với Huyền Thiên, hôm nay nhìn Luyện Huyết giáo bị đốt trong liệt hỏa. Huyền Thiên trong nội tâm khoan khoái dễ chịu không thôi, duy nhất đáng tiếc chính là Luyện Huyết giáo tuy rằng căn cơ bị hủy, nhưng cũng có không ít dư nghiệt, quan trọng nhất là Luyện Huyết giáo chủ vẫn còn chưa chết lúc huyền thiên đạt được truyền thừa của cửu đoán lão nhân đã từng phát thể phải báo thù cho hắn chém chết nghịch đồ đoạn giang hà của hắn mà đoạn giang hà chính là luyện huyết giáo chủ lời thề của hắn là trong vòng 10 năm huyền thiên lúc không đến 15 tuổi đã phát thể đến nay đã hơn 5 năm rồi tuy rằng tu vị huyền thiên đã bước vào thiên giai cửu đoán công đối với hắn đã không còn hữu dụng nhưng lời thề huyền thiên một chút cũng không quên chỉ còn lại hơn 4 năm trong lòng của hắn quyết định trong 4 năm tất phải giết đoạn giang hà Huyền Thiên nhìn phía tây xa xa nói, văn nhân gia tộc, luyện huyết giáo đều đã bị diệt, lần này rời khỏi thần châu đại địa đã gần 3 năm rồi, cũng nên trở về thôi, hướng thiên tiếu thần sắc vui vẻ, nói, luyện huyết đại lục cách thần châu đại địa hơn 400 vạn dặm, thập phần xa xôi, đợi khi quay về thần châu. Có lẽ đã đến năm 975 lịch mới thần châu, chúng ta là vào tháng 2 năm 972 lịch mới thần châu bị đệ nhất công tử đuổi giết trốn vào ma vụ chi hải, đền này có lẽ vừa tròn 3 năm huyền thiên mỉm cười nói thời gian ba năm đệ nhất công tử không biết tu vị đã đạt đến cảnh giới nào rồi hắn tận mắt nhìn thấy chúng ta tiến vào ma vụ chi hải ba năm sau gặp lại chúng ta hắc hắc không biết hắn sẽ có tâm tình gì đây hướng thiên tiếu nói mặc kệ hắn đã đạt đến cảnh giới nào cũng khó là đối thủ của ngươi khi khống chế thánh giáp khôi lỗi hắc hắc nếu quay lại thần châu thiên tinh các chủ còn bị luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh kiềm chế ở hải ngoại ngươi không bằng mang theo khôi lỗi đại quân trực tiếp giết đến thiên tinh các chém con mẹ nó đệ nhất công tử đi thuận tay diệt luôn thiên tinh các để bọn có mắt không tròng này kiến thức sự lợi hại của thiên thiếu ngươi Huyền thiên lắc đầu nói ta cùng với thiên tinh các cũng không thù hận đi thiên tinh các chỉ giết hai người một người là đệ nhất công tử còn một người nữa là thái thượng trưởng lão ngũ tùng hào về phần thiên tinh các chủ hắn hại sư tôn ngươi mấy chục năm tự nhiên để túy kiếm ông tiền bối đi thu thập hướng thiên tiếu vỗ tay cười nói tốt hợp cùng sư tôn ta, dù là thiên tinh các chủ ở trong thiên tinh các cũng không sợ con mẹ nó, ha ha. Chấm than, huyền thiên nhìn thế lửa bên dưới dần lớn nói, đi thôi. Dùng phi hành khôi lỗi trở lại thần châu ít nhất cũng phải ba tháng, trong khoảng thời gian này, chúng hào hào củng cố lại tu vị, lúc nào gặp lại thiên long mạch sẽ một lần hành động đột phá đến thiên giai lục trọng, đối phó đệ nhất công tử, ta không muốn mượn nhờ thánh giáp khôi lỗi. Ta muốn dùng lực lượng của mình đường đường chính chính đạp đệ nhất công tử xuống khiến máu tươi của hắn giải khắp thần châu đại địa. Từ trục nhật đại lục đến huyết hồn đảo hơn 500 vạn dặm, huyền thiên hơn một tháng liền tới được. Đó là hắn bởi vì hắn quan tâm đến sinh tử của hướng thiên tiếu nên ngày đêm đi gấp, tập trung tất cả thời gian để đi đường, hiện tại hắn và hướng thiên tiếu quay lại thần châu, dĩ nhiên không cần phải liều mạng chạy như vậy nữa, rất mệt mỏi, dựa theo tốc độ bình thường, phi hành khôi lỗi một ngày cũng có thể phi hành hơn 5 vạn dặm, luyện huyết đại lục cách thần châu đại địa hơn 400 vạn dặm trường 3 tháng đã có thể đến thần châu rồi, linh thạch trên người huyền thiên rất nhiều, hai người dễ dàng hấp thu linh thạch tu luyện một hồi. Tuy rằng hấp thu thiên mạch tinh khí khiến tu vi của bọn hắn tăng lên, nhưng chỉ cần không phải lúc hấp thu thiên mạch tinh khí tu luyện thì bình thường phần lớn thời gian cũng đều đầu nhập vào tu luyện, cũng sẽ không xảy ra hiện tượng căn cơ chưa vững chắc, hai người cưỡi một cỗ phi hành khôi lỗi rời khỏi luyện huyết đại lục, bay về phía tây, ban ngày, bọn hắn ngồi trên phi hành khôi lỗi, một bên phi hành, một bên hấp thu linh thạch tu luyện ban đêm hai người sẽ đáp xuống một hòn đảo nào đó tìm khách sạn nghỉ ngơi luyện huyết giáo bị diệt nhưng có không ít thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh chạy thoát cho nên tin tức rất nhanh liền truyền khắp luyện huyết đại lục hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía cường giả thiên giai cảnh tốc độ truyền tin còn nhanh hơn cường giả địa giai cảnh nhiều lắm tốc độ tin tức truyền về hướng tây càng thần tốc có cường giả thiên giai cường đại thông qua cổ truyền tống trận bí mật xuyên thẳng qua trên trăm vạn dặm hải vực chỉ hơn 10 ngày liền đưa tin tức đến hải vực gần thần châu đại địa, luyện huyết giáo bị diệt. Ngay tiếp theo tin tức văn nhân gia tộc bị diệt nhanh chóng truyền đến trong tai cao tầng hai đại thế lực nhất phẩm đối kháng với thiên tinh các, nghe tới tin tức này, tất cả mọi người sững sờ, không dám tin, hoàn toàn không dám tin. Nhất là luyện huyết giáo chủ đoạn Giang Hà và trục nhật đảo kiếm thánh văn nhân chân. Hai người thân là trí cường giả, trên đời khó gặp gỡ địch thủ, tuy rằng hai năm trước bại dưới tay thiên tinh các chủ nhưng là hai người cũng bởi vì hậu bối cơ duyên đã học được thần công vương cấp hiện giờ hai người liên thủ đã có thể địch lại thiên tinh các chủ gắt gao ép thiên tinh các chống cự ở hải vực gần thần châu đại địa nguyên lai tưởng rằng phía sau một mảnh an toàn nhưng sao cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ có một ngày lại truyền đến tin tức văn nhân gia tộc bị người diệt luyện huyết giáo bị người diệt quân sĩ bảo vệ quốc gia chinh chiến ở bên ngoài chờ có một ngày nhận được tin tức gia quốc phía sau đã diệt vong sẽ là một loại tâm tình thế nào luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh giờ phút chỉ có một loại tâm tình bọn hắn huyết chiến thiên tinh các chủ chính là vì bảo trụ phía sau đó là thủ hộ bọn họ kết quả thủ hộ cứ như vậy lại tan vỡ nhất là trong tin tức còn kèm theo tin tức trục nhật công tử bị giết luyện huyết công tử bị giết càng khiến trục nhật đảo kiếm thánh và luyện huyết giáo chủ trong lúc nhất thời gần như sụp đổ nếu như nói luyện huyết giáo và văn nhân gia tộc chỉ là thủ hộ của hai người như vậy luyện huyết công tử và trục nhật công tử chính là hy vọng hai người bị giết hoàn toàn là phá đi hy vọng của bọn hắn thần châu thiên thiếu huyền thiên như không giết ngươi làm sao tiêu mối hận trong lòng ta khi biết được văn nhân gia tộc và luyện huyết giáo bị diệt đều là vì một cường giả trẻ tuổi gọi là thiên thiếu mang theo đại lượng khôi lối kiếm sĩ thì luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh đối với huyền thiên đều sinh ra chấp niệm tất sát phong tỏa tin tức đừng để lão tặc tàng vạn tuyết biết được bổn tòa muốn đích thân đi làm thịt huyền thiên, quyết không thể để hắn còn sống ly khai phiếu hải vực này trở về thần châu. Luyện huyết giáo chủ lập tức hạ lệnh, nếu không tự tay đánh chết tiểu tặc này, nhìn tận mắt hắn chết, khó tiêu mối hận trong lòng bổn tòa, tạm ngừng chiến với tảng vạn tuyệt một thời gian ngăn, bổn tòa cũng muốn đích thân đi giết tiểu xúc xanh của huyền gia này. Trục nhật đào kiếm thánh nghiến giang nghiến lợi nói, danh tiếng thiên thiếu rất nhanh truyền khắp toàn bộ luyện huyết đại lục. Hơn nữa, nhanh chóng lan tràn đến hải vực chung quanh, võ giả hải ngoại không người nào không biết có một cường giả thiên thiếu, một người mang theo khôi lỗi đại quân, vốn là diệt đi thế gia nhất phẩm văn nhân gia tộc, sau lại diệt đi tông môn nhất phẩm luyện huyết giáo chủ, nghe ra thiên thiếu là thiên tài hậu bối đến từ huyền gia thần châu đại địa, tên là huyền thiên, một mực tên không nổi danh, không liệt kê trong yêu nghiệt cấp công tử danh chấn thiên hạ nhưng chiến lược mạnh mẽ còn vượt trên, ngay cả trục nhật công tử. Luyện huyết công tử cũng bị thiên thiếu chém giết, đối với tin tức huyền thiên diệt văn nhân gia tộc, luyện huyết giáo, luyện huyết giáo ở hải vực gần thần châu đại địa đã tiến hành phong tỏa cho nên danh tiếng huyền thiên khiếp sợ hải ngoại võ giả hải ngoại cơ hồ không người nào không nghe thấy kỳ danh nhưng trong lúc nhất thời tin tức lại không truyền đến võ giả ở thần châu đại địa quang âm như nước tuế nguyệt như thoi đưa trong lúc vội vàng một tháng đã trôi qua huyền thiên và hướng thiên tiếu ly khai luyện huyết đại lục một đường đi về phía tây đã ra bên ngoài được hơn trăm vạn dặm một ngày này tới gần giữa trưa huyền thiên và hướng thiên tiếu từng người ngồi trên phi hành khôi mối một mực tại hấp thu linh thạch tu luyện phía dưới bọn hắn là sóng cả mênh mông nhanh đến giữa trưa hai người phân biệt đình chỉ tu luyện đưa mắt nhìn lại muốn tìm kiếm hòn đảo nào đó để ăn một bữa ngon tuy nói chỉ cần hấp thu linh thạch không ăn gì cũng không đói chết nhưng cảm giác đói khát theo bản năng của bụng tuyệt đối không dễ chịu gì đưa mắt nhìn lại một mảnh sóng cả phía trước không trông thấy chút bóng dáng đại lục nếu có mảng lớn lục địa thì cách xa ngàn dặm huyền thiên cũng đều có thể phát hiện hai người bay thẳng về phía trước cũng không lâu lắm bay qua mấy trăm dặm huyền thiên trông thấy trên mặt biển xa xa ẩn ẩn có hào quang thoáng hiện hai người điều chỉnh phương hướng phi hành về phía kia lại phi hành mấy trăm dặm lúc này mới nhìn rõ đó là gì là một hòn đảo cỡ nhỏ dài rộng đều chừng trăm mét tạo thành hình ngọn núi chỗ cao nhất cách mặt biển ước chừng hai ba mươi mét bởi vì hòn đảo này rất nhỏ cho nên thẳng đến khi tới gần 300 dặm mới có thể thấy rõ, mà nơi hào quang thoáng hiện kia chính là một khối bia đá lớn dựng thẳng trên đảo, trên tấm bia đá này có phủ lên một lớp màu sáng cho nên cách xa gần nghìn dặm cũng có thể trông thấy, tấm bia đá này cao chừng 50 đến 60, còn cao hơn cả hòn đảo, trên đó có khắc ba mũi tên rất sâu, cách xa hơn 10 dặm hai người đã thấy được ở hướng mũi tên kia chỉ còn có khác một ít chữ, trên biển. Lớn vô biên vô hạn vậy mà lại có một khối tấm bia đá, hơn nữa trên đó còn có mũi tên khác chữ thật là kỳ quái hai người bay tới phụ cận rất nhanh liền thấy rõ chữ khắc trên đó một cái mũi tên dọc theo hướng lên chỉ về hướng chi phía trước phía tây bên cạnh mũi tên có khắc vài chữ to âm minh cấm hải đường này bất thông một cái mũi tên chỉ ngang sang trái đại biểu chỉ hướng bên trái phía nam bên cạnh mũi tên còn khắc vài chữ to ma vụ chi hải đường này bất thông một cái mũi tên chỉ ngang hướng phái đại biểu chỉ hướng bên phải phía bắc bên cạnh mũi tên có khắc vài chữ to, Tây Bắc 2.000 dặm. Bắc quan đảo đi về phía Tây có thể thông, tấm bia đá cực lớn này dĩ nhiên là để chỉ đường, hải ngoại ma vực ở vào phía Bắc, ma vụ chi hải, phía Nam là ma vụ chi hải, cái này huyền thiên và hướng thiên tiếu biết rõ, nhưng là, phía trước là âm minh cấm hải gì đó thì lại chưa từng nghe qua, hải ngoại vô cùng rộng lớn, hai người hoàn toàn không hiểu rõ địa hình. Chỉ biết một mực hành tẩu về hướng Tây là có thể đến thần châu đại địa, nhưng lại không biết trên đường lại có một âm minh cấm hải không cách nào thông hành, hai người dựa hướng chỉ của tấm bia đá chuyển hướng Tây Bắc, rất nhanh liền bay qua hơn 2.000 dặm, đi tới Bắc Quan Đảo, Bắc Quan Đảo cái phạm vi hơn nghìn dặm hòn đảo, không coi là nhỏ đảo, nhưng là không tính là quá lớn, ở trên đảo có không ít võ giả sinh tồn, huyền thiên và hướng thiên tiếu đi vào trong một thành trì tương đối lớn một chút, tiến vào một khách sạn chiêu đái võ giả. Ở đó chọn phòng và gọi một chút rượu thức ăn, Bắc Quan đảo là một hòn đảo trọng yếu như thông đảo trong hải vực, cường giả vãng lai ít nhất cũng là địa giai cảnh. Trong khách sạn Bồi Bàn cũng có tu vị tiên thiên cảnh, rất nhanh, Bồi Bàn bưng rượu và thức ăn lên, Huyền Thiên hỏi, "Vị huynh đệ kia, ta muốn hỏi thăm một chút, Âm Minh Cấm Hải có gì đặc biệt sao? Tại sao là cấm hải, không cách nào thông hành?" Tuy rằng Bồi Bàn này chỉ có tu vị tiên thiên cảnh nhưng Bắc Quan đảo ở gần Âm Minh Cấm Hải như thế, theo lý thuyết tất nhiên phải biết đến. Huyền Thiên trong khi nói chuyện thì cũng cho vị này bồi bàn này một khỏa linh thạch. Linh thạch tuy rằng võ giả tiên thiên cảnh không cách nào hấp thu, nhưng lại phi thường quý trọng. Bồi bàn này làm việc trong khách sạn mấy tháng cũng chưa chắc có thể kiếm được giá trị bằng một khỏa linh thạch. Bồi bàn lập tức tinh thần phấn chấn. Tiếp nhận linh thạch cho vào ngực nói, hai vị công tử, các ngài ngay cả âm minh cấm hải cũng không biết, nhất định là đến từ rất xa. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, bồi bàn này được xác nhận liền nói, hai vị công tử đều là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, Tầm mắt không biết lớn hơn tại hạ bao nhiêu, khẳng định biết gió 8.000 năm trước có một vị vương giả vô thượng gọi là âm minh vương, âm minh cấm hải chính là nơi âm minh vương sinh ra. Quyền thiên và hướng thiên tiếu song song động dung, tuy rằng trong lòng hai người từng có suy đoán, âm minh cấm hải này chỉ sợ có liên quan đến âm minh vương nhưng không ngờ lại là nơi sinh ra của âm minh vương. Hướng thiên tiếu nói âm minh vương cũng là nhân vật 8.000 năm rồi, coi như là vương giả vô thượng thì hiện tại cũng hóa thành cạn bá, sao chỗ đó lại là cấm hải không thể đi thế. Bồi bàn kia nói, công tử có chỗ không biết, âm minh đại pháp của âm minh vương chuyên môn hấp thu tu vị nội lực người khác, vạn phần nham hiểm, hải vực kia không biết bị âm minh vương bày ra cấm chế gì, võ giả dù cường đại hơn nữa tiến vào trong đó sẽ bị âm minh đại pháp công kích, sẽ bị rút tận tu vị, đã từng có cường giả thiên giai rất cường đại không tin vào điều này, kết quả xâm nhập trong đó, tu vị thật sự bị hút hết, lùi hóa thành phàm nhân, càng nhiều người có vào nhưng không có ra. Nghe võ giả chạy trốn nói, trong phiến hải vực kia tựa hồ có một hải đảo, trên đảo có hậu nhân âm minh vương sinh hoạt, không người nào dám đi phiến hải vực đó, cho nên được chia làm cấm hải, huyền thiên cùng hướng thiên tiếu liếc nhau, âm minh vương cũng không phải người tốt lành gì, thanh danh ở thần châu đại địa rất thối, niên đại hắn trở thành vương giả vô thượng là thời đại hắc ám sau thượng cổ, thần châu đại địa tà đảo vi tôn, về sau cho dù âm minh vương chết rồi nhưng ảnh hưởng tạo thành vẫn kéo dài xuống. Suốt một ngàn năm đều là thời đại hắc ám, thẳng đến khi một kiếm vương xuất hiện, Vạn kiếm chân kinh quét ngang thiên hạ mới chấm dứt thời đại hắc ám đó, nếu âm minh vương còn hậu nhân tồn tại, vậy thì đối với thần châu đại địa quả thật là uy hiếp rất lớn. Vạn nhất lại xuất hiện một âm minh vương thì đây tuyệt đối là tai nạn của thần châu đại địa, âm minh đại pháp tổn người lợi mình, khiến tu vị cả đời người khác đều tan biến, thập phần ác độc, đối với võ giả mà nói, phế bỏ tu vị cả đời, từ cường giả cường đại biến thành phàm nhân nhỏ yếu. Đây cơ hồ còn thống khổ hơn là lấy mạng bọn hắn nữa, Huyền Thiên Kinh ngạc nói lại vẫn còn hậu nhân âm minh vương tồn tại, chẳng lẽ bọn hắn không đi ra hấp tu vị người khác sao? Bồi bàn lắc đầu, nói chuyện đó thì chưa từng nghe qua, lúc này thanh âm của kiếm si lại vang lên trong đầu huyền thiên, tiểu tử, tiến vào âm minh cấm hải nhìn một cái. Chấm than, huyền thiên thầm nghĩ, tiến vào bên trong có thể sẽ phải chịu âm minh đại pháp công kích, tu vi của ta bị hút sạch phải làm sao? Kiếm si khinh thường nói, hứ, có kiếm si vĩ đại ở đây, ai có thể hút đi tu vi của ngươi, đừng nói tên vương giả kia đã chết đi nhiều năm như vậy, cho dù hắn còn sống cũng không hấp được ngươi chút nào đâu. Nếu kiếm si ở thời kỳ toàn thịnh thì thổi một hơi cũng có thể thổi chết hắn. Hào hào hảo, ta đi, hướng thiếu làm sao bây giờ? Huyền thiên thầm nghĩ, thanh âm kiếm si vang lên, đều đi hết, có kiếm si vĩ đại ở đây, sợ cọng lông ấy. Ngày nào đó ta thổi một hơi sẽ. Không tốt, có cường địch ngươi không cản nổi đột kích. Đang nói chuyện, thanh âm kiếm si bỗng nhiên biến đổi cường địch không thể cản nổi trong nội tâm huyền thiên đột nhiên cả kinh vậy thì ít nhất cũng là trí cường giả thiên giai thập trọng đến thanh âm kiếm si vừa dứt một cổ thiên địa đại thế cực lớn liền từ trên trời giáng xuống trong chốc lát đỉnh phòng ốc lập tức hóa thành nát bấy huyền thiên và hướng thiên cứu lập tức xông lên thiên không cổ thiên địa đại thế này tuy rằng cường đại nhưng chỉ bằng chút thế ấy vẫn không cách nào tạo thành nguy hiểm đối với huyền thiên và kiếm si bất quá phòng ốc trong phạm vi ngàn mét lại lập tức bị ép thành nát bấy võ giả thiên giai cảnh trở xuống dưới cổ uy áp này thân thể lập tức bạo liệt hóa thành mảnh vỡ huyết nhục hai người xông lên thiên không chừng ngàn mét lập tức có một quang cháo xuất hiện chặn đường đi hai người màn hào quan kia như tường đồng vách sắt lấy thực lực hai người vậy mà không thể lay động chút nào trực tiếp bị bắn về lúc này hai người mới chú ý tới bốn phía trong hư không cắm bốn cán trận kỳ trong phạm vi ngàn mét đều đã bị trận pháp chi lực bao phủ bọn hắn đang bị nhốt ở trong trận, trên bầu trời. Một trước một sau xuất hiện hai cường giả khí thế khủng bố đến cực điểm, đều là lão giả qua tuổi lục tuần, lão giả phía trước mặt trường bào màu đen, lưng mang một thanh cự đao, huyền thiên từng thấy người này ở nguyên trúc đảo, đúng là luyện huyết giáo chủ, một trong các trí cường giả, lão giả phía sau ăn mặc quái dị, là phục sức của trục nhật đại lục, khí thế quá lớn, không dưới luyện huyết giáo chủ, cũng là một vị trí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, trong nội tâm huyền thiên và gở hướng thiên tiếu lập tức hiện lên danh từ một người. Văn nhân chân nhất, đúng là trục nhật đảo kiếm thánh nổi danh cùng luyện huyết giáo chủ, thiên tinh các chủ, huyền thiên có chút ít đánh giá năng lực luyện huyết giáo rồi, nguyên lai tưởng rằng diễn đi luyện huyết giáo, sau đó mỗi ngày đi về phía tây, luyện huyết giáo khó có thể truy tra hành tung của bọn hắn. Cho dù truy xét được thì luyện huyết giáo chủ bị thiên tinh các chủ kiềm chế cũng khó có thể đuổi theo. Kết quả, hành tung của bọn hắn hiển nhiên bị luyện huyết giáo biết được, hơn nữa cũng rước lấy luyện huyết giáo chủ. Còn đưa đến một trí cường giả khác, trục nhật đảo kiếm thánh, huyền thiên trong lòng nổi lên một đoàn lửa giận, luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh đều là trí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, đã biết gió hắn ở chỗ này, hoàn toàn có thể đợi lúc hắn rời đảo chặn giết, nhưng hai người lại trực tiếp động thủ trên đảo, hơn nữa còn là trong một tòa thành trì. Trong phạm vi ngàn mét không biết có bao nhiêu võ giả vô tội trực tiếp bị cổ lực lượng vừa rồi nghiền trở thành nát bấy, hai người sử dụng trận pháp vây khốn huyền thiên hiển nhiên là không muốn nhất kích tất sát huyền thiên mà là muốn chậm rãi tra tấn hành hạ đến chết hắn huyền thiên ngươi cái tên tiểu xúc xanh này hôm nay ngươi sẽ phải chịu tất cả tra tấn bổn tọa muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong tiểu xúc xanh dám giết con ta ngươi sẽ phải chịu trả thù gấp trăm lần bổn tọa muốn luyện ngươi thành huyết nô dùng tay của ngươi giết chết tất cả thân nhân hảo hữu của ngươi chấm than hai vị trí cường giả đều phát ra thanh âm nghiến răng nghiến lợi Huyền Thiên lúc này căn bản không có thời gian nghe hai người nói nháng, càng không thời gian phản ứng bọn họ, trong cơ thể hắn kiếm quang bùng lên, 360 chuôi linh kiếm lập tức bắn ra bên ngoài cơ thể, tạo thành thiên cương địa sát kiếm trận, bào đâm vào cùng một cái điểm, trong chốc lát, chọc cho hư không lủng ra một lỗ, trong chốc lát, một cổ thiên địa đại thế kinh khủng sinh ra, thiên cương địa sát chi lực lập tức bao phủ hai người trong trận. Vận chuyển đài kim cương thần lực công, Huyền Thiên gấp gáp hô lên. Đang khi nói chuyện, huyền thiên toàn thân tách ra kim quang, hai cánh tay lập tức hóa thành màu vàng ròng, đại kim cương thần lực công và bất diệt kim thân đồng thời vận chuyển, tăng thực lực lên đến trạng thái mạnh nhất hai vị trí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong một trước một sau giáp công, hơn nữa còn bị trận pháp khó khăn, hai người cơ hồ lâm vào kết cục hẳn phải chết, dù hướng thiếu từ trước đến nay liều lĩnh thì trong lúc nhất thời cũng hoảng sợ thất sắc, không có chủ ý, huyền thiên lên tiếng. Hắn liền dựa theo lời huyền thiên, lập tức vận chuyển đại kim cương thần lực công, Bản thân kim quang bắn ra, trong tích tắc này, huyền thiên lôi kéo cánh tay hướng thiếu, một bước liền bước chân vào lỗ thủng hư không do 360 chuôi linh kiếm đâm ra, trong nháy mắt, thân ảnh huyền thiên và hướng thiên tiếu liền biến mất không thấy gì nữa, luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh thần sắc đều bỗng nhiên chấn động, cực kỳ hoảng sợ, thét một tiếng kinh hãi, thuấn di. Thuấn di, trong truyền thuyết chính là thủ đoạn của vương giả vô thượng, chỉ có vương giả vô thượng mới có thể tiện. Tay xé rách hư không, chế tạo ra hư không liệt động tương đối ổn định lập tức qua lại như con thoi thôi không phải vương giả vô thượng cho dù là bán bộ vương giả cũng không thể tiến hành thuấn di một là lực lượng không đủ không đủ đánh hư không ra một liệt động ổn định hai là thể chất chưa đủ không cách nào thừa nhận lực xé rách khủng bố gặp phải lúc xuyên thẳng qua hư không lực lượng của huyền thiên tự nhiên so ra kém vương giả vô thượng nhưng đánh hư không ra một liệt động ổn định lại có một đường tắt khác đó chính là điểm công kích thu nhỏ lại mọi người đều biết dùng một ngón tay đâm bất luận một chỗ nào trên thân thể cũng khó đâm ra một cái lỗ lớn nhưng là dùng một cây châm lại có thể đơn giản đâm ra mà dùng một nắm đấm muốn muốn đục thủng ra thì còn khó hơn dùng ngón tay nhiều đó là vấn đề về điểm công kích sự lợi hại của linh kiếm thiên cấp có thể nghĩ có thể đơn giản đâm sách hư không bất quá đâm sách hư không và đâm ra một liệt động ổn định là chuyện khác nhau bất luận cường giả thiên giai cường đại nào cũng có thể đánh thủng hư không nhưng đó chỉ là đánh thủng tạm thời theo đao cương kiếm cương thoáng qua một cái lóe lên tức thì, võ giả căn bản không cách nào đi xuyên qua trong đó, nhất định phải có hư không liệt động ổn định mới có thể tiến hành xuyên thẳng qua, một thanh linh kiếm thiên cấp còn không cách nào đâm hư không ra liệt động, sắc bén ngược lại là vậy là đủ rồi, nhưng lực lượng vẫn chưa đủ, mà thiên cương địa sát kiếm trận của huyền thiên lại trọn vẹn 360 chuôi linh kiếm, ẩn chứa cương nguyên hùng hậu và và kiếm ý bát dai của huyền thiên. Lực công kích gì thường khủng bố, hơn nữa thiên cương địa sát chi lực, suốt 360 chuôi linh kiếm công kích vào cùng một điểm, lực công kích thoáng phát sinh đạt đến một tình trạng tương đối khủng bố, bất luận cường giả nào dưới vương giả nếu không tiến hành ngăn cản, thân thể đều không thể gánh nổi, lực lượng khủng bố, hơn nữa điểm chịu lực nhỏ nhất, lúc này mới đâm hư không ra một cái liệt động, đủ võ giả xuyên qua, đạt đến trình độ thuấn di chỉ vương giả vô thượng mới có thể làm được. Ngay một sát na khi huyền thiên và hướng thiên tiếu bước vào hư không liệt động thì thân ảnh hai người liền trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài 6-7 ngàn mét không chỉ thoát khốn khỏi trận pháp, còn thoát khỏi sự giáp công của luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thán, trọn vẹn rời xa hai đại trí cường giả ngoài 10 dặm, bất quá, huyền thiên và hướng thiên tiếu xuyên thẳng qua hư không, cái giá phải trả cũng rất lớn, trên người xuất hiện hơn 10 đạo nước ra, như bị người bổ hơn 10 kiếm, máu tươi chảy dòng, nhưng còn tốt hơn nhiều khi huyền thiên xuyên thẳng qua hư không lúc thiên giai tứ trọng, tăng lên một cảnh giới, lực phòng ngự của huyền thiên trương lên mấy lần. Tăng thêm trận pháp chi lực cũng cường đại thêm mấy lần, mới chỉ bị thương ngoài ra lúc xuyên thẳng qua hư không, tuy rằng máu tươi như rót, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, mà hướng thiên tiếu, thì thể chất được cường hóa qua hai lần trong hỗn độn thánh đỉnh, lực phòng ngự so với huyền thiên chỉ cao hơn chứ không thấp, trình độ bị hao tổn không khác huyền thiên lắm, thuấn di. Con mẹ nó, tu vị hướng thiếu ta mới là thiên giai ngũ trọng vậy mà thuấn di rồi sao? Hướng thiên tiếu đi ra từ trong hư không liệt động, không phải kêu thảm thiết thê lương, cũng không phải hoan hô hưng phấn, mà là hô lên một tiếng kỳ quái, huyền thiên trước tiên lấy ra phi hành khôi lỗi, hai người đạp vào phi hành khôi lỗi, nhanh chóng cấp tốc bay về phía âm minh cấm hải, đoạn giang hà. Văn nhân chân nhất, đầu hai người các ngươi trước cứ gửi trên cổ, nhiều thì 5 năm, năm, ít thì 3 năm, bản thiếu ra tất sẽ chém đầu chó hai ngươi. Huyền thiên đang ở trên phi hành khôi lỗi, vận chuyển cương nguyên hét lớn một tiếng, thanh âm rất to, lập tức chuyển ra ngoài hai ba mươi dặm, luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh nghe được rõ ràng, huyền thiên rõ ràng thuấn di rồi, hoàn toàn hù cho luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh phải sững sờ, sinh ra trùng kích thật lớn với nội tâm hai người, đây chính là việc ngay cả bọn hắn cũng không thể làm được. Nghe được huyền thiên xa, xa truyền đến một tiếng hét lớn, hai người lập tức phản ứng lại, lập tức giận dữ, đường đường hai vị trí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, một trước một sau chặn đường đi, hơn nữa còn sử dụng trận pháp vây khốn, vậy mà để hai hậu bối thiên giai ngũ trọng đào tẩu sao. Vấn đề này nếu truyền đi, chỉ sợ sẽ khiến người như phát mộng mất, khoảng cách 10 dặm đối với cường giả thiên giai mà nói, cũng không tính xa, huyền thiên thuấn di xuất hiện ở ngoài hơn 10 dặm, vẫn bị ánh mắt hai vị trí cường giả nhìn thấy rõ ràng, hai người liếc nhau, trong mắt đều bắn ra sát khí khắc cốt, thân ảnh như điện, đuổi theo huyền thiên, cảnh giới thiên giai ngũ trọng dĩ nhiên cũng có thể thuấn di, tuy rằng hai vị trí cường giả không biết huyền thiên và hướng thiên tiếu dùng phương pháp gì. Nhưng là tóm lại phi thường khiếp sợ, nếu lại để tu vì hai người huyền thiên phát triển, vậy sẽ đạt tới trình độ nào? Sát, tất sát, kẻ này quyết không thể lưu. Đây là cách nghĩ kịch liệt nhất trong lòng luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh lúc này, nhưng khiến cho hai vị trí cường giả kinh ngạc chính là, huyền thiên và hướng thiên tiếu cưỡi phi hành khôi lỗi tốc độ phi hành vậy mà không thua gì bọn hắn, đuổi một hồi, khoảng cách cũng không rút ngắn được chút nào cả, tốc độ của phi hành khôi lỗi so ra vượt qua tốc độ cực hạn của cường giả thiên giai, luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh tuy rằng là trí cường giả nhưng vẫn còn trong phạm vi thiên giai cảnh, tự nhiên không nhanh bằng phi hành khôi lỗi rồi, huyền thiên và hướng thiên tiếu tuy rằng bị thương, nhưng phi hành cũng không hao phí chút tinh lực nào của hai người, hai người bị thương không nặng, ăn xong thuốc tiên chữa thương, vận chuyển điều tức, rất nhanh liền ngừng đổ máu, miệng vết thương bắt đầu khép lại, cũng không lo ngại. Thấy luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh đuổi không kịp, trong nội tâm huyền thiên triệt để buông lỏng, tâm niệm nói kiếm si, người một hơi không phải muốn thổi chết vương giả vô thượng sao ngươi vừa rồi sao không thổi chết hai lão già kia khục khục chấm than kiếm si ngượng ngùng ho khan hai tiếng nói ta hiện giờ chỉ còn lại có một đạo thần niệm ngay cả thân thể cũng không có ở đâu ra khí lực lực công kích chính thức ta không cách nào giúp ngươi ngăn cản nhưng tinh thần công kích hoặc là pháp môn quỷ dị hấp tu vị của ngươi thì ta có thể ngăn cản được một đuổi một chạy cũng không lâu lắm liền lướt qua mấy ngàn dặm khoảng cách trước sau không được kéo xa cũng không gần hơn vẫn là chừng 10 dặm, sát tâm của luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh đối với huyền thiên rất nặng. Tuy rằng đuổi thế nào cũng không kịp, nhưng lại đuổi theo không bỏ, một mực đều bảo trì tốc độ cực hạn truy đuổi, bất quá, sau khi đuổi gần nửa canh giờ thân thể luyện huyết giáo chủ đột nhiên dừng lại, nói kiếm thánh, đừng có đuổi nữa. Trục nhật đảo kiếm thánh cũng ngừng lại, kỳ quái hỏi thăm, vì sao? Luyện huyết giáo chủ cười lạnh một tiếng, nói phía trước đã là hải vực của âm minh cấm hải rồi, nơi đó là nơi âm minh vương sinh ra, tràn đầy quỷ dị, cường giả đã từng tiến vào mười người có chín không thể đi ra nữa. May mắn trốn ra thì tu vị cũng mất hết, nội lực đều bị hút sạch, đều là từ trên biển bồng bềnh mà quay về, theo những người còn sống này nói, tiến vào phiến hải vực kia, liền sẽ phải chịu âm minh đại pháp công kích, 8.000 năm qua đã từng có bán bộ vương giả tiến vào trong đó, đều bị hút hết tu vị, cho nên, nơi này là một mảnh cấm hải tương truyền từ xưa, hai tiểu xúc xanh tiến vào trong đó không đáng để lo trục nhật đảo kiếm thánh hai mắt lộ u ám âm thanh lạnh lùng nói không thể tận mắt nhìn tiểu xúc xanh này chết bổn tọa thật sự khó tiêu mối hận trong lòng luyện huyết giáo chủ nói bổn tọa cũng thế bổn tọa sẽ phái người quay chung quanh ngoài vi âm minh cấm hải tìm tòi ba tháng cho dù hai cái tiểu xúc xanh này có đại khí vận vẹn vẹn chỉ bị hút sạch tu vị may mắn còn sống vậy cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa được thấy luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh không đuổi theo nữa Huyền Thiên thầm nghĩ, hẳn là tiến nhập âm minh cấm hải. Lời kiếm si lại vang lên trong tai Huyền Thiên. Phiến hải vực này có một tia hồn niệm như có như không chấn động, hắc hắc. Xem ra nơi này còn có phá vương giả còn sống. Huyền Thiên trong nội tâm khẽ giật mình, còn có vương giả vô thượng còn sống. Điều này sao có thể? Đồng tử Huyền Thiên cơ hồ lập tức lớn hơn một vòng, hướng thiên tiếu ở một bên thấy thế hỏi, xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên nhàn nhạt mà cười cười, nói chúng ta tiến vào âm minh cấm hải rồi hướng thiên tiếu vỗ đầu một cái thần sắc bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cả kinh nói ta nói hai lão già kia sao lại không đuổi theo nguyên lai like chúng ta đã đi vào âm minh cấm hải trong này không phải sẽ phải chịu âm minh đại pháp công kích sẽ bị hút sạch tu vị đấy chứ huyền thiên lắc đầu nói không cần lo lắng ta có kế sách ứng đối tu vi của chúng ta âm minh đại pháp không hấp được thanh âm của kiếm si vang lên trong tai huyền thiên, cũng không gọi là còn sống, chỉ là chưa chết hẳn mà thôi, hồn niệm kia như có như không, tựa hồ là giới hạn trong một loại trạng thái không chết ngay lập tức, nếu phá vương giả này thật đã chết 8.000 năm rồi thì. Như vậy hắn khẳng định cần đại lượng năng lượng để duy trì hồn niệm bất diệt, hắc hắc. Võ giả tiến vào trong đó nếu như tu vị đều bị hút sạch thì, khẳng định đã bị phá vương giả này hấp đi rồi. Huyền thiên không khỏi hoảng sợ, tâm niệm nói, nếu âm minh vương chưa chết, vậy nếu sống lại thì làm sao đây kiếm si vương giả đáng sợ hơn hai lão giả vừa rồi nhiều lắm hoàn toàn là hai tồn tại cấp bậc bất đồng kiếm si nói sợ cái gì một đoàn ý niệm mà thôi phá vương giả này nếu dám vận dụng hồn niệm vừa văn hóa thành bữa tiệc của ta thôi hồn niệm của một phá vương giả so với năng lượng của thiên mạch tinh khí phải sung túc hơn nhiều lắm kiếm si nói tựa hồ quả thật không giả huyền thiên và hướng thiên tiếu sau khi tiến vào âm minh cấm hải một đoạn thời gian rất dài cũng không bị công kích rất nhanh xa xa phía trước. Một hòn đảo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hai người, tinh thần hai người lập tức chấn động, nghe bồi bàn trong khách sạn nói, cường giả tiến vào âm minh cấm hải chạy ra nói trong cấm hải có hòn đảo, trên hòn có hậu nhân của âm minh vương, hàng chính là đảo nhỏ này, thanh âm của kiếm si lại vang lên bên tai huyền thiên, ở trên đảo quả thật sinh sống không ít cường giả, thiên giai cảnh không dưới trăm người, tu vị cường đại nhất là thiên giai thất trọng, tiểu tử, ở trên đảo có một truyền tống trận, hắc hắc, có lẽ có thể khiến người nhanh chóng rời khỏi phiến hải vực này đấy, huyền thiên thầm nghĩ truyền tống trận. Thông hướng nào, thanh âm kiếm si có vẻ hơi kích động, nói, người cho rằng kiếm si không gì làm không được không gì không biết sao, ta sao biết được truyền tống trận thông đi đâu. Tự mình lên đảo hỏi đi, đối với kiếm si hỉ nộ vô thường, huyền thiên đã nhìn quen lắm rồi, khống chế phi hành khôi lỗi, tiếp tục bay về phía hòn đảo, đây là nơi sinh của âm minh vương, huyền thiên và hướng thiên tiếu đều tạm thời gọi nó là âm minh đảo hướng thiên tiếu thấy huyền thiên trực tiếp bay về phía âm minh đảo liền nói thiên thiếu truyền thuyết ở trên đảo có hậu nhân của âm minh vương chúng ta cứ trực tiếp đi lên như vậy sao theo ta thấy thì nếu đã không bị âm minh đại pháp công kích thì không bằng vượt qua đảo nào từ bên kia rời khỏi âm minh cấm hải tiếp tục đi về phía tây phản hồi thần châu thì hơn ngay cả hướng thiên tiếu gần đây to gan lớn mật cũng cảm thấy kiên kỵ với hậu nhân âm minh vương trên âm minh đảo có thể nghĩ âm minh vương ở thần châu đại địa có ảnh hưởng thế nào kiệm kỵ đối với hậu nhân âm minh tự nhiên đều đến từ hung danh hiền hách của âm minh vương trong các định nhân của vương giả vô thượng chỉ có định nhân của âm minh vương là kết cục thảm nhất cũng không trực tiếp bị đánh chết mà từng bước từng bước bị hấp mất tu vị lui hóa thành phàm nhân biến nguyên một đám cường giả cái thế phong vân một cõi phi thiên nhập địa thành phàm nhân mà võ giả xem như con sâu cái kiến sau này trải qua sinh hoạt bi thảm gặp được chuyện bất bình chỉ có thể nuốt giận có thể tưởng tượng trong lòng những cường giả này thống khổ thế nào người cả đời này sợ là sợ địa vị chấn động quá lớn nếu như ngay từ đầu là phàm nhân thì sẽ cảm thấy phàm nhân cũng không tệ lắm tuy rằng cực khổ nương theo cả đời nhưng vẫn có thể sống vui vẻ mà ngay từ đầu đã là võ giả cường đại hơn nữa theo tu luyện tu vị một đường cao thâm vượt xa thường nhân bỗng nhiên lại thoái hóa thành phàm nhân chính là đả kích còn nghiêm trọng hơn là lấy mạng nữa đối với cường giả thiên giai cảnh mà nói quan trọng nhất là tu vị cả đời huyền hồng lúc kinh mạch bị phế cũng buồn bực không vui không ít năm thẳng đến khi huyền thiên có thành tựu khiến hắn thấy được hy vọng mới hết hướng thiên tiếu tuy rằng không sợ trời không sợ đất nhưng đối với âm minh đại pháp ác độc quả thực rất kiêng kỵ huyền thiên từ trong miệng kiếm si đã biết được tình huống trên đảo trong nội tâm tự nhiên không sợ có kiếm si ở đây không sợ công kích của âm minh đại pháp cường giả thiên giai thất trọng huyền thiên hoàn toàn không để vào mắt huống chi cho dù là cường giả thiên giai thất trọng tu luyện âm minh đại pháp, chiến lược rất mạnh, vậy thì thiên cương địa sát kiếm trận của huyền thiên cũng không phải ăn chay, chém giết cường giả thiên giai bát trọng cũng dễ như trở bàn tay, huyền thiên có thể không tin, không phải thiên tài yêu nghiệt cấp công tử, tu luyện âm minh đại pháp. Có thể vượt cấp khiếu chiến ở thiên giai cảnh hậu kỳ, nếu không nữa thì huyền thiên còn có thánh giáp khôi lỗi, ngay cả cường giả cái thế thiên giai cửu trọng cũng có thể chém giết. Nghe sợ là cường giả cái thế thiên giai thất trong tu luyện thần công vương cấp, chỉ cần không phải là nhân vật yêu nghiệt cấp công tử, vậy thì Huyền Thiên cũng không sợ chút nào, thực lực cường đại là chỗ dựa vào lớn nhất, dùng tu vị của Huyền Thiên hiện giờ, ngoài trừ trí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, đích thật là không sợ bất luận kẻ nào rồi, hơn nữa. Mặc dù là trí cường giả, muốn mạng của Huyền Thiên cũng không dễ dàng, bị luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh tiền hậu giáp kích, trận pháp vây khốn cũng có thể chạy trốn mà ra, có thể nói rằng, muốn giết Huyền Thiên chẳng khác nào khó hơn lên trời lên âm minh đảo xem một chút cũng không sao, lấy thực lực của chúng ta, sợ ai chứ? Chấm than, huyền thiên tỉnh táo tự tin nói, hướng thiên tiếu vốn cũng không phải là người sợ hãi, thấy huyền thiên không sợ, hắn nếu quá mức sợ hãi, chẳng phải sẽ mất mặt sao, liền lập tức chấn định nói cũng tốt, đi xem chút đi. Khôi lỗi phi hành tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới trên âm minh đảo, âm minh đảo phạm vi chừng 4-500 dặm, địa vực không nhỏ, nhưng đặt ở trong biển rộng vô biên vô hạn thì lại như một điểm nhỏ vậy, huyền thiên và hướng thiên tiếu cưỡi phi hành khôi lỗi mà đến, rất nhanh liền kinh động cường giả trên đảo. Từ gần đến xa, đại lượng cường giả bay lên bầu trời, không ít đều có tu vị thiên giai cảnh, tất cả võ giả trên âm minh đảo nhìn huyền thiên và hướng thiên tiếu. Trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, âm minh cấm hải đã tồn tại gần 8.000 năm, 8.000 năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả ngộ nhập trong đó, hoặc là cố ý tiến vào trong đó tìm tòi, toàn bộ đều bị âm minh đại pháp hút đi tu vị, có trực tiếp sát chìm biển cả, có thì bành bồng trên biển trôi ra ngoài, mà có một ít tồn tại cường đại cũng có thể bay thẳng đến trên đảo. Nhưng rõ ràng tình huống cũng không tốt, vừa mới lên đảo tựu đã từ trên không trung ngã xuống, cương nguyên trong cơ thể cơ hồ bị hút hết, như huyền thiên và hướng thiên tiếu, thần thái tự nhiên, tựa hồ không bị chút ảnh hưởng nào còn là lần đầu xuất hiện. Không nói võ giả ở trên đảo chưa thấy qua, mà ngay cả ghi lại cũng chưa từng có tin tức có người bình yên nhập đảo truyền bá cực nhanh, cũng không lâu lắm liền có một đội cường giả thiên giai từ đằng xa cấp tốc bay tới hai người huyền thiên, ước chừng có vài chục người, rất nhanh đội cường giả thiên giai này liền đi tới trước hai người rồi dừng lại, một người cường đại nhất là cường giả cái thế thiên giai thất trọng, niên kỷ chừng 50, những người còn lại thì tu vị không đều, nhìn huyền thiên và hướng thiên tiếu những cường giả thiên giai này trong mắt đều lộ vẻ kinh dị, cường giả cái thế thiên giai thất trọng nhìn chầm chầm vào hai người, hơi có vẻ kinh nghi nói hai vị là người nào. Vì sao đến âm minh đảo ta? Hướng thiên tiếu cười hắc hắc, nói ta là hướng thiếu, vị này chính là thiên thiếu, hai người chúng ta nghe nói nơi này là nơi sinh của âm minh vương nên đặc biệt đến du lãm. Chấm than, huyền thiên nhìn hướng thiên tiếu, tên này thật đúng là khẩu suất của ngôn, lúc trước rõ ràng không dám lên âm minh đảo. Hiện giờ vừa nói, dĩ nhiên là đến du lãm nơi sinh của âm minh vương, huyền thiên nói, chúng ta đi nhầm vào đây, biết được nơi này là nơi sinh của âm minh vương nên cố ý đến đây mượn đường, âm minh vương với tư cách là vương giả vô thượng, có lẽ có tu kiến truyền tống trận pháp thông hướng thần châu mới phải, hướng thiên tiếu nghe vậy vỗ tay một cái, nói, đúng rồi, ta sao lại không nghĩ tới chứ. Quê cũ của âm minh vương không có khả năng không có truyền tống trận pháp a -hát. ha ha. Thiên thiếu ngươi thực sự giỏi, chúng ta có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, rất nhanh trở lại thần châu đại địa rồi, rời khỏi thần châu đại địa đã gần 3 năm, huyền thiên và hướng thiên tiếu đều có chút cảm giác quy tâm giống như mũi tên rồi, cường giả cái thế kia trong mắt lạnh lẽo, quát các người xem đây thành nơi nào. Nơi này chính là âm minh đảo, ngoại trừ truyền nhân của âm minh vương, tất cả người tới nơi này toàn bộ đều phải cống hiến ra tất cả cương nguyên nội lực cho âm minh vương vĩ đại hưởng dụng. Ở trên đảo quả thật có truyền tống trận, nhưng chỉ có truyền nhân của âm minh vương mới có tư cách sử dụng, ngoài ra bất luận kẻ nào đều không thể tới gần âm minh vương thậm chí có truyền nhân là ai cho âm minh vương hưởng dụng âm minh vương còn sống quyền thiên và hướng thiên tiếu đồng thời kinh hô lên quyền thiên đã sớm từ trong miệng kiếm si biết được âm minh vương không chết cho nên chú ý trọng điểm ở trên người truyền nhân âm minh vương mà hướng thiên tiếu hiển nhiên là bị chuyện âm minh vương còn sống khiến sợ hãi kêu lên một tiếng một vị vương giả vô thượng còn sống điều này sao có thể vương giả đều là xuất hiện ngàn năm trước mà thọ nguyên của vương giả cũng chỉ có thể đột phá 200 tuổi A AH, hát, về cơ bản đều chỉ có thể sống chừng 200 tuổi thôi. Âm minh vương chính là vương giả vô thượng 8.000 năm trước, chết đi gần 8.000 năm, làm sao có thể còn sống. Đối với biểu lộ kinh ngạc của hai người, cường giả cái thế kia rất là hưởng thụ, nói cảm giác thật bất ngờ sao. Các ngươi rất nhanh sẽ trở thành thành viên trên đảo, biết gió cũng không sao, âm minh vương vĩ đại tám ngàn năm qua một mực hấp thu cương nguyên nội lực của cường giả để bảo trì hồn niệm bất diệt chờ đợi vạn năm rầm rộ chi thế thiên địa của thế giới này cải biến vương giả vô thượng có hy vọng tiếp tục tu luyện đột phá đến cảnh giới cao siêu hơn cương nguyên nội lực của các ngươi đều phải cống hiến cho âm minh vương hưởng dụng ta nhổ vào hướng thiên tiếu nhổ một bài nước miếng nói âm minh vương không sống lâu vậy được bớt đến hù dọa bản thiếu ra đi cho dù ngươi chuyển thành bất tử vương gần đây thì bản thiếu ra cũng không tin hắn còn sống, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ đi, các ngươi là người nào? Âm minh vương 8.000 năm chưa chết, tin tức này quá giật gân, hướng thiên tiếu khiếp sợ qua đi rõ ràng lại không tin, cường giả cái thế kia âm trầm cười cười, nói, chúng ta là người nào? Ha ha, chúng ta chính là hậu nhân của âm minh vương, vì âm minh vương thủ hộ đời đời kiếp kiếp, các ngươi ở trước mặt âm minh vương vĩ đại như là con sâu cái kiến sao hiểu được thủ đoạn của âm minh vương, những vương giả vô thượng khác quả thật đều đã bị chết, chỉ có âm minh vương vĩ đại, âm minh đại pháp nghịch thiên cách thế, hấp hết mọi năng lượng thiên địa, có thể vĩnh viễn duy trì hồn niệm bất diệt, thời gian vừa đến, sẽ lần nữa trọng sinh, huyền thiên khẽ cười một tiếng, nói, cho dù hồn niệm âm minh vương chưa chết, cũng chỉ là một đoàn ý thức mà thôi, thân thể đã sớm chết mấy ngàn năm, cũng đã nát hóa thành cặn bà, chỉ có chút hồn niệm bất diệt, sao có thể làm khó dễ được ta, nhưng hậu nhân âm minh vương các ngươi có lẽ đều tu luyện âm minh đại pháp, chính là tà đạo yêu nhân mỗi người đều muốn chém giết, bất quá, chỉ cần các ngươi an tâm dừng ở âm minh đảo, không đi ra hại người, bản thiếu ra ngược lại có thể tha các ngươi một mạng, nói, truyền nhân của âm minh vương là ai? Người này ta giết chết hết, truyền tống trận ở trên đảo thông tới đâu, trận này ta tất phải mượn, lời huyền thiên hoàn toàn không đặt những hậu nhân âm minh vương và âm minh vương vào mắt khiến cho tất cả cường giả đều giận dữ, cường giả cái thế kia lập tức lông mi dựng lên, quát một tiếng, dám coi rẻ âm minh vương, gan chó thật lớn, lão phu hút hết cương nguyên của ngươi. Chấm than, đang khi nói chuyện, cường giả cái thế kia duỗi bàn tay về phía huyền thiên, chào một chào vào hư không, lập tức, một cổ âm hàn kinh khủng đến cực điểm đến lực sinh ra, điên cuồng hướng cái kia bàn tay dũng mãnh lao tới, trong tích tắc này, huyền thiên có cảm giác như cương nguyên đều muốn thoát ly khỏi cơ thể, bất quá, mảnh vỡ hiên viên kiếm phía sau lưng khẽ run lên, loại cảm giác này lập tức biến mất không thấy đâu nữa, cường giả cái thế này hấp một hồi, ngay cả một chút cương nguyên của huyền thiên cũng không hấp được. Lập tức ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, huyền thiên mỉm cười, nói âm minh đại pháp của ngươi tựa hồ không gì hơn cái này, không có bao nhiêu tác dụng cả, chúng cường giả âm minh đảo ánh mắt đều kinh hái, âm minh đại pháp, hấp hết mọi năng lượng thiên địa, vậy mà không hấp được chút cương nguyên nào của thiếu niên anh Tuấn trước mặt này đây là chuyện tới giờ còn chưa từng xuất hiện sách cổ cũng không có ghi lại chẳng lẽ tiểu tử này cũng tu luyện thần công vương cấp tuy rằng âm minh đại pháp đối với cương nguyên do tu luyện thần công vương cấp có hiệu quả yếu đi không ít nhưng cũng không đến nổi không hấp được chút nào cả cường giả cái thế kia trong nội tâm rung động không cách nào lý giải hướng thiên tiếu ở một bên thấy thế cười to nói thiên thiếu ngươi được lắm đấy trách không được ngươi đã tính trước ha ha âm minh đại pháp vậy mà không có hiệu quả với ngươi Chấm Than, nói xong hắn nhìn về phía chúng cường giả âm minh đảo cười hắc hắc, ta có thể tuyên bố các ngươi xong đời. Cường giả cái thế kia vẫn còn sử dụng âm minh đại pháp công kích huyền thiên, nhưng một mực không có hiệu quả, mặt mũi hắn tràn đầy kinh hãi, tiểu tử, ngươi tu luyện tà thuật gì? Huyền Thiên nói, tà thuật? Ngươi với tư cách là hậu nhân của âm minh vương vậy mà hỏi người khác tu luyện tà thuật gì? Ha ha ha, Chấm Than, Huyền Thiên cười ha hả, tiếp theo ánh mắt mãnh liệt Thân thể lập tức tách ra kim quang, hai cánh tay cánh tay đều hóa thành màu vàng ròng, nói: "Nếu ngươi đã không trả lời vấn đề của ta, vậy ta sẽ cưỡng chế." Đang khi nói chuyện, bảo kiếm thiên cấp thượng phẩm sơ lam liếm màu lam nhạt xuất hiện trong tay, Huyền Thiên lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, bảo kiếm theo xu thế rút kiếm vung lên, xíu. Yêu yêu, gạch nối gạch nối chấm than, một đạo kiếm cương sáng chói từ thấp tới cao, trong chốc lát bổ ra, kiếm cương uốn lượn như hình cung lập tức liền cắt ra hư không phía trước, bổ đến trước mặt tên cường giả cái thế kia, có kiếm si ở đây, âm minh đại pháp đối với huyền thiên đã mất đi hiệu quả, cường giả cái thế này cũng không có ưu thế gì đáng nói nữa, không cần sử dụng thiên cương địa sát kiếm trận, chỉ dựa vào thực lực bình thường của huyền thiên cũng đủ để đối phó, kiếm ý bát giai đỉnh phong của huyền thiên cộng thêm lôi hệ cương nguyên hùng hậu đến cực điểm. Cùng với thần lực khủng bố của đại kim cương thần lực, lực lượng của bất diệt kim thân cường hóa cương nguyên thêm gấp 10 lần phối hợp cùng một chỗ, chiến lược so với những yêu nghiệt cấp công tử khác ở cùng cảnh giới cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu, cường giả cái thế kia giận mình, hắn cảm giác được trí hàn chi lực của âm minh đại pháp bị kiếm cương kia bổ một phát, lập tức liền hóa thành hư vô, mặc kệ ngươi tu luyện yêu thuật gì, dám lên âm minh đảo, đời này kiếp này, ngươi đã chú định phải trở thành chất dinh dưỡng của âm minh vương rồi. Cường giả cái thế kia hét lớn một tiếng, âm minh quỷ sách thủ, bỗng nhiên hai tay của hắn thành chộp. Liên tục cầm ra, đảo đào cương mang dấu móng tay xuất hiện, sau lưng đều ẩn lộ ra một hình ác quỷ, nghe giận cả người, lực công kích của cương mang dấu móng tay kia cao đến thần kỳ, ngay cả kiếm cương khủng bố không gì phá nổi của huyền thiên cũng bị bẻ vỡ vụn, âm minh đại pháp không chỉ có hiệu quả hấp thu cương nguyên, còn có võ ký cường đại tương ứng nữa, âm minh quỷ sách thủ này lực công kích thập phần đáng sợ, cường giả cái thế kia bẻ vụn kiếm cương của huyền thiên, hai tay thành trộm, liên tục chảo về phía huyền thiên. Phía trước huyền thiên bỗng nhiên xuất hiện quỷ trào trùng trùng điệp điệp, nguyên một đám ác quỷ chi tướng, lạc ấn hư không, người bình thường nhìn qua chỉ sợ sẽ bị dọa đến vỡ mật, huyền thiên đối mặt âm minh quỷ sách thủ kia lại không sợ chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, võ ký vương cấp sao. Tay trái huyền thiên thi triển vạn hóa thánh pháp, lập tức vẽ trong hư không một cái, đảo quý tích kia lập tức xuất hiện, không gian trong phạm vi hai nghìn mét tất cả đều vặn vẹo, sinh ra một cổ hóa lực đáng sợ hóa đi tất cả hộ thể cương cháo bên ngoài cơ thể chúng cường giả âm minh đảo, tuy quỷ trảo. Kia cũng là võ học vương cấp, nhưng dưới vạn hóa thánh pháp công kích cũng bị hóa đi không ít, huyền thiên tay phải cầm sơ lam kiếm lần nữa chém ra một kiếm, kiếm cương sáng chói kia như đảo một đảo thất luyện, lập tức liền chém quỷ trảo đã suy yếu thành hư vô, hơn nữa kiếm cương nhanh như thiểm điện, bổ vào trên người cường giả cái thế kia. Một chuỗi máu tươi lập tức bắn ra, trên người cường giả cái thế kia lập tức xuất hiện một đảo vết kiếm khủng bố dài đến hơn nửa thước, thân thể của hắn lập tức bay ra sau, phù một tiếng nổ ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ, mặc dù huyền thiên không sử dụng kiếm trận, chiến lược ở trạng thái bình thường, cảnh giới thiên giai ngũ trọng cũng không phải cường giả cái thế thiên giai thất trọng có thể so sánh, vượt hai cảnh giới chiến cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ rất nhẹ nhàng, cường giả còn lại thấy thế đều thất kinh. Bản năng phát ra công kích với huyền thiên, huyền thiên hai mắt lạnh lẽo, sơ lam kiếm lập tức quét ngang mà ra, xíu. Yêu yêu, gạch nối gạch nối chấm than, kiếm cương sáng cho kia như cung, lập tức bổ tới trước, kịch liệt mở rộng, đánh cho công kích của chúng cường giả thiên giai thành hai nửa, hóa thành hư vô, cũng có vài cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ né tránh không kịp, bị kiếm cương bổ chúng, lập tức máu tươi bắn lên trời, hướng thiên tiếu cũng ra tay, toàn thân tách ra lấy kim quang, một quyền đánh ra, quyền cương màu vàng kia như một liệt nhận vọt ra, quyền cương to như núi nhỏ vậy, nhiều cường giả thiên giai bị đánh trúng, lập tức máu tươi cuồng phun. Tu vị thấp chút thân thể càng bị đánh nổ tung, nhân số và thực lực song phương hoàn toàn kém xa. Chúng cường giả gặp thấy chiến lược hai người này nghịch thiên như thế nào còn dám động thủ, lập tức nhao nhao lui về phía sau, nhìn hai người hoảng sợ không thôi, lúc này âm minh đảo đã có càng nhiều cường giả thiên giai đến, nhưng đều dừng lại ở phía xa, đối với chiến lược của huyền thiên và hướng thiên tiếu cảm thấy rất sợ hãi, không dám lên trước, thân ảnh huyền thiên như mũi tên, trực tiếp đuổi theo thân thể đang bắn ngược của cường giả cái thế kia, cường giả cái thế kia bị thương không? Nhẹ, lần nữa thi triển âm minh quỷ sách thủ, nhưng bị huyền thiên đánh ra mấy kiếm, lập tức tận phá, rất nhanh huyền thiên liền bay đến trên không cường giả cái thế kia, trực tiếp dẫm một cước xuống, lôi hệ cương nguyên theo lòng bàn chân phi tốc tuôn ra, hóa thành một bàn chân lớn khổng lồ hơn 10 trượng, mãnh liệt dẫm nát cường giả cái thế kia, trực tiếp dẫm hắn từ trên không xuống mặt đất, thân thể huyền thiên thuận thế hạ thấp, bàn chân khổng lồ do cương nguyên hóa thành tiêu tán, cường giả cái thế kia ngã xuống khiến mặt đất xuất hiện một hố to. Huyền Thiên đã rơi vào chiếc hố, bàn tay duỗi ra, cương nguyên hóa thành bàn tay lớn vươn vào bên trong lôi hắn ra, cường giả cái thế kia vốn đã bị thương không nhẹ, Huyền Thiên vừa rồi dẫm một cước kia rất nặng, hiện giờ hắn cũng còn chóng mặt vù vù, trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng, mà bàn tay Huyền Thiên chảo xuống. Cương nguyên đại thủ kia lại một tát đập hắn xuống mặt đất, mặt đất lại xuất hiện một ấn ký hình người. Cường giả cái thế Thiên giai thất trọng trực tiếp bị đập lún vào mặt đất, Huyền Thiên một cước về phía trước, đạp lên ngực hắn, nói: "Lúc này ngươi đã có thể trả lời vấn đề của bản thiếu gia chưa?" Cường giả cái thế kia trong miệng phun lấy máu tươi, liên tục gật đầu, cường giả Thiên giai còn lại của Âm Minh đảo đuổi tới đây đã vượt qua trăm người, nhưng đều đứng rất xa, không dám đi lên. Huyền Thiên nói: "Một, truyền nhân của Âm Minh Vương là ai? Hai, truyền tống trận ở trên đảo đi thông nơi nào?" Ba Âm Minh Vương đến tột cùng làm sao bảo chỉ 8.000 năm hồn niệm bất diệt, hiện giờ hồn niệm của âm Minh Vương ở nơi nào, cường giả cái thế kia nói, truyền nhân của âm Minh Vương ta cũng không biết tên gọi là gì, là một thiên tài trẻ tuổi tuổi gần với các ngươi, hắn là theo truyền tống trận đi vào âm Minh Đảo, đã lấy được sự tán thành của âm Minh Vương, nhận được toàn bộ chân truyền của âm Minh Vương, đây là chuyện 2 năm trước rồi. Truyền tống trận ở trên đảo không phải trực tiếp đi thông thần châu đại địa, mà là đi thông hải vực phía nam, âm minh vương làm sao bảo trì hồn niệm bất diệt ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn cần phải không ngừng hấp thu cương nguyên, kỳ thật chúng ta đều là hậu nhân của âm minh vương, cũng là chất dinh dưỡng của âm minh vương, khi hắn cần cương nguyên sẽ hấp thu từ trên người chúng ta, chỉ là không hấp thu sạch sẽ như người bên ngoài, mà để cho chúng ta bảo trì tu luyện, sinh ra cương nguyên, thế thế đại đại. Cung cấp năng lượng cho hắn, về phần hồn niệm của âm minh vương ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Hướng thiên tiếu nghe xong líu lưỡi nói, âm minh vương này cũng thật ngoan độc đấy, vì mình có thể kéo dài thời gian dài sống sót, vậy mà nô dịch đời sau của mình 8.000 năm, hơn nữa còn chưa tới cuối cùng, muốn tiếp tục nô dịch xuống dưới. Chấm than, người bình thường muốn hậu đại của mình cường đại hơn, vì hậu đại, rất nhiều cường giả đến lúc già cam nguyện giao ra tánh mạng của mình, nhưng âm minh vương đã đến lúc tuổi già, vì bảo trì hồn niệm bất diệt, vậy mà nuôi nhốt hậu thế của mình 8.000 năm cái này xác thực không phải hung ác bình thường huyền thiên nói vậy các ngươi tựu cam nguyện ở chỗ này trở thành chất dinh dưỡng một mực cung cấp cho hắn hấp thu sao không biết rời đi sao lời vừa nói ra trong lòng huyền thiên hơi có vẻ hối hận để những người này rời khỏi âm minh đảo vậy âm minh đại pháp của bọn họ không phải sẽ làm hại thiên hạ sao hắn vừa rồi đã nói hậu nhân âm minh vương chỉ có ở lại trên âm minh đảo không ra ngoài làm hại mới không giết bọn hắn nếu như đi ra vậy đó chính là thiên hạ công địch không thể không giết rồi, cường giả cái thế kia lắc đầu, nói âm minh vương để lại trong huyết mạch một loại độc, chúng ta cũng không thể ly khai âm minh đảo, độc này thế thế đại đại truyền thừa trong huyết mạch của chúng ta, rời khỏi âm minh đảo sẽ không sống được. Trách không được 8.000 năm qua, cũng chưa từng nghe nói qua có người thứ hai sử dụng âm minh đại pháp làm hại thế gian, nguyên lai các ngươi đều bị vây ở đây. Hướng thiên tiếu nói, huyền thiên đối với hậu nhân của âm minh vương cũng không có cách nghĩ cứu vớt gì cả, dù sao, bọn hắn không thể rời khỏi âm minh đảo, đối với thế giới bên ngoài là một chuyện rất tốt, hắn nói, người có nhớ rõ tướng mạo truyền nhân của âm minh vương không? Cường giả cái thế kia nhẹ gật đầu, huyền thiên rời chân, nói, vẽ ra đây. Truyền nhân âm minh vương đã lấy được chân truyền của âm minh vương. Nguy hại từ người này đối với thần châu đại địa cực lớn, nhất định phải tìm ra hắn, cường giả cái thế rất nhanh liền vẽ tướng mạo truyền nhân âm minh vương lên một tờ giấy trắng, là một người trẻ tuổi làn da bạch tích, thân thể âm nhu, người này, Huyền Thiên và Hướng Thiếu đều từng gặp qua một lần, quả thật là thần hư công tử. Hướng Thiên Tiếu kỳ quái nói, truyền nhân âm Minh Vương là là đỉnh công tử Chu Đỉnh Hư, một trong thiên tài yêu nghiệt khắp thiên hạ, ở đông vực Long Gia, Hướng Thiên Tiếu từng giao thủ hai chiêu với đỉnh công tử. Lúc ấy đối với cực âm cực hàn cương nguyên của đỉnh công tử có thể chống lại đại kim cương thần lực công đã có suy đoán có phải là âm minh đại pháp không, hiện giờ xem ra, quả nhiên không đoán sai. Y dài, không đúng lông mày huyền thiên đột nhiên nhíu lại nói truyền nhân âm minh vương đến âm minh đảo vào lúc nào cường giả cái thế kia nói hai năm trước huyền thiên hỏi hắn là hai năm trước mới lần đầu tiên đến âm minh đảo đạt được truyền thừa của âm minh vương cường giả cái thế kia nhẹ gật đầu hướng thiên tiếu kinh hô lên khi hắn đánh với ta một trận ở đông vực long Gia cũng đã cách gần ba năm rồi khi đó hắn còn chưa tới âm minh đảo nhưng khi đó cương nguyên của hắn đích thật là cực âm cực hàn cơ hồ khiến cho cương nguyên của ta ly thể hư thoát chẳng lẽ không phải âm minh đại pháp huyền thiên nói có thể là âm minh vương ở nơi khác lưu lại truyền thừa không hoàn chỉnh hơn nữa để lại lộ tuyến tiến đến âm minh đảo cho nên chu đình hư mới thông qua truyền tống trận đi vào âm minh đảo nếu không hắn ở thần châu đại lục âm minh đảo ở trong âm minh cấm hải hắn làm sao biết được hướng thiên tiếu gật đầu nói vô cùng có khả năng huyền thiên nói chu đình hư có thể thông qua truyền tống trận đi vào âm minh đảo vậy truyền tống trận trên đảo thông hướng hải vực phía nam, có lẽ cách vùng phía nam thần châu cũng không xa, nơi này cách thần châu còn rất xa, hơn nữa còn có đoạn giang hà và văn nhân chân nhất nhìn chằm chằm, nói không chừng bọn hắn sẽ canh giữ ở bên ngoài âm minh cấm hải, cho dù không phải bọn hắn, gặp được thiên tinh các chủ đối với chúng ta cũng bất lợi, hướng thiếu, chúng ta không bằng chọn tuyến đường đi hải vực phía nam phản hồi thần châu. Lúc đi ngang qua Nam vực vừa vặn đi chu ra xem, nếu chu đỉnh hư an phận thủ thường thì thôi. Nếu dám gây hỏa thì khẳng định không thể lưu mạng hắn được tu luyện âm minh đại pháp có một đường tắt tăng nhanh tu vị, đó chính là hấp thu cương nguyên nội lực, cho nên, Chu Đình Hư tu luyện âm minh đại pháp, bất kỳ một người tu luyện nào cũng là mục tiêu của hắn, bất kỳ võ giả nào, kể cả cha mẹ, thân nhân, hào hữu của huyền thiên trong đó nữa, nếu Chu Đình Hư có dấu hiệu hút vào tu vị, huyền thiên tự nhiên sẽ không cho phép hắn, hướng thiên tiếu tự nhiên không có ý kiến. Hai người bọn họ từ cường giả cái thế kia biết được truyền tống trận ở trong một tòa cung điện ở trung tâm trên đảo, chỗ đó gọi là âm minh cung, là chỗ ở của âm minh vương ngày xưa, phạm vi 10 dặm đều là cấm địa, bất luận ai tới gần cũng đều bị âm minh đại pháp hút sạch, không chỉ hút hết nội lực, tất cả khí huyết đều cũng bị hút hết, thẳng đến khi hút đến chết mới thôi, ngay cả âm minh hậu nhân cũng không ngoại lệ, cho nên, ở trên đảo không có bất kỳ người nào có thể thông qua truyền tống trận ly khai cả, huyền thiên có kiếm si bên người. Tự nhiên không sợ âm minh đại pháp của âm minh vương, Cùng hướng Thiên Tiếu đi tới vị trí trung ương Âm Minh đảo, xa xa liền thấy được Âm Minh cung, hậu nhân trên Âm Minh đảo cũng không dám tới gần, Huyền Thiên kéo hướng Thiên Tiếu lại bên người, hai người cùng song song đi vào, quá trình rất bình tĩnh, mãi cho đến khi Huyền Thiên và hướng Thiên Tiếu đi vào Âm Minh cung cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, hai người liếc nhau, đi vào trong Âm Minh cung, nhiệt độ bên trong còn thấp hơn bên ngoài nhiều, còn có gió lạnh lạnh như băng quất vào mặt, hai người đi vào đại điện. Trong đại điện, có một cái tế đàn đường kính chừng 3 mét đúng là một cái truyền tống trận chứng kiến truyền tống trận hai người đều nở một nụ cười nơi này vô cùng âm hàn xuyên vào tâm thần sớm ly khai thì trong lòng mới dễ chịu thanh âm của kiếm si vang lên trong tai huyền thiên hắc 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 có kiếm si vĩ đại ở đây hồn niệm của phá vương kia không dám động rồi hắn khẳng định cảm nhận được kiếm si vĩ đại vô cùng cường đại hắn đang run rẩy dưới thần uy của kiếm si vĩ đại chấm than kiếm si lời còn chưa nói hết hô bỗng nhiên gió lạnh tăng lên trong nháy mắt trở nên cực âm hàn lạnh buốt thấu xương huyền thiên và hướng thiên tiếu lập tức cảm giác như lọt vào hầm băng chính vào lúc này một bàn tay khổng lồ hơi mở trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đại điện bao phủ chọn không gian đại điện trong lòng bàn tay trào về phía huyền thiên và hướng thiên tiếu trong nháy mắt hai người có cảm giác như thái sơn áp đỉnh bàn tay khổng lồ kia còn trên không trung uy áp cực lớn cơ hồ muốn ép hai người quỳ xuống đất uy áp thật là khủng khiếp a à, nhất định là vương giả xuất thủ âm minh vương thật sự chưa chết. Hướng thiên tiếu quát to một tiếng, thân thể của hắn đã bị ép xuống rồi, mặt đá dưới chân đã nghiền nát, hai cái chân đã đâm xuống đất, cho đến tận giữa bắp chân, tình huống của huyền thiên cũng không khá hơn hướng thiên tiếu bao nhiêu, uy áp như vậy, cơ hồ muốn ép nát thân thể hắn vậy, lực lượng khủng bố dị thường, kiếm si. Chấm than, huyền thiên trong nội tâm hô to một tiếng, bất quá, trong tai huyền thiên không có nửa điểm thanh âm vang lên, trong nội tâm lập tức khẩn trương ta kháo lão bang tử ngươi mau ra tay đi đừng gấp chấm thanh âm kiếm si thập phần lạnh nhạt vang lên trong tai huyền thiên bàn tay khổng lồ trên thiên không trực tiếp áp xuống dưới huyền thiên và hướng thiên tiếu đã hoàn toàn khom ngươi thân thể cơ hồ sắp phủ phục xuống đất hai chân đã lún đến tận đầu gối rồi dưới cự thủ này hai người căn bản không có một chút lực lượng hoàn thủ hai cái tiểu chút chít không có năng lực gì thiếu chút nữa hù dọa bổn vương dám xâm nhập vào hành cung của bổn vương thực là muốn chết hóa thành mỹ vị của bổn vương đi chấm than, một đảo âm thanh âm hàn đến tận cốt tủy vang lên, cự thủ trên không trung lập tức biến mất, mà chuyển biến thành một cái đầu người hơi mờ, cũng phi thường to lớn, miệng rộng mở ra, liền mở miệng khẽ hấp hai người. Cự thủ biến mất, uy áp kinh khủng kia cũng lập tức nhạt nhòa, thân thể hai người lập tức đứng thẳng, lực lượng khủng bố đè nặng thân thể đột nhiên biến mất, khiến hai người cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu, có loại cảm giác kỳ diệu linh hồn như muốn xuất khiếu bay lên trên vậy, lúc này, một cổ thôn phệ chi lực kinh khủng lại đột nhiên sinh ra, hai người cảm giác như mình. Bắt đầu thật sự bay lên, bất quá, không phải thân thể, mà là cương nguyên trong cơ thể, còn có tinh thần ý niệm, như ngựa hoang thoát cương không bị khống chế dũng mãnh lao tới vậy, đây là một loại cảm giác cơ hội như muốn linh nhục chia lìa. Bất quá, cũng may cảm giác này chỉ tồn tại trong nháy mắt, hiền viên kiếm phía sau lưng huyền thiên run lên, một cổ thôn phệ chi lực cường đại hơn sinh ra, không phải nhằm vào huyền thiên và hướng thiên tiếu mà là nhằm vào đầu mơ trên không trung, không cách nào dùng bất luận từ ngữ gì để hình dung thời gian này. Cái đầu người hơi mơ kia rõ ràng phát ra thôn phệ chi lự khủng bốc, đang hấp thu cương nguyên và tinh thần ý niệm của huyền thiên và hướng thiên, nhưng thoáng một cái liền không còn gì nữa. Nếu là giảm tốc độ lại chậm một nghìn lần, gấp một vạn lần, có lẽ sẽ có người nhìn thấy rõ ràng, cái đầu hơi mờ kia bỗng nhiên không bị khống chế, một đầu liền từ không ngã xuống đất, bị mảnh vỡ hiên viên kiếm hút vào, ách chấm than, kiếm si nức một cái, thanh âm vang lên trong tai huyền thiên, hồn niệm của phá vương giả quả nhiên là đại bổ A, sảng khoái sảng khoái. Đáng tiếc, đây chỉ là bộ phận hồn niệm, phá vương giả này cũng thật cẩn thận, không nhào lên toàn bộ, đáng tiếc. Bằng không thì ta ăn sẽ còn no bụng hơn, so hấp thu nghiêm chỉnh một đầu thiên long mạch còn sảng khoái hơn A. Trong lúc kiếm si nói chuyện huyền thiên liền cảm giác được một cổ dòng nước ấm từ sau lưng dũng mãnh vào trong cơ thể, tuy rằng huyền thiên không thấy đó là gì, nhưng lập tức minh bạch, đúng là khí lưu màu ngà sữa kia, dĩ vãng kiếm si thôn phệ được tinh thần ý niệm cường đại đều phân cho huyền thiên một ít, lần này cũng không ngoại lệ, khí lưu màu ngà sữa này phẩm chất rất cao, rất nhanh liền dung nhập vào trong cơ thể huyền thiên khiến cho hắn tu vị tăng nhiều. Tu vị tăng vọt đến thiên giai ngũ trọng đỉnh phong. Thanh âm kiếm si tiếp tục vang lên trong tai huyền thiên, mảnh vỡ hiên viên kiếm đã khôi phục một tia thần tính, người có thể thông qua mảnh vỡ hiên viên kiếm cảm ngộ kiếm đạo, Tiểu tử, ngươi thật may đấy, có cảm ngộ kiếm đạo trong mảnh vỡ hiên viên kiếm có thể khiến kiếm ý của ngươi tăng lên rất nhanh, không bao lâu nữa ngươi có thể đạt đến đại viên mãn thập giai đỉnh phong rồi. Chấm than, hiện giờ Huyền Thiên là thiên giai ngũ trọng đỉnh cao, nếu có thể lại đột phá lĩnh ngộ kiếm ý, đạt đến cửu giai, kiếm ý cửu giai chính là tương đương với võ đạo ý chí của chí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong. Huyền Thiên ẩn giấu vui mừng trong lòng, cùng hướng Thiên Tiếu đi về phía trước, bước vào trong truyền tống trận hào quang lóe lên hai người liền biến mất không thấy gì nữa bên dưới âm minh cung dưới lòng đất sâu không biết bao nhiêu mét chuyển đến một tiếng rú thảm hồn niệm của bổn vương a a à, bổn vương lại bị người nuốt ngươi đây chính là tương đương với hơn một ngàn năm tích lũy của bổn vương a hai tên tiểu tử thúi này trên người đến cùng có bảo bối gì đợi khi bổn vương xuất thế nhất định phải bầm thây hai người các ngươi thành vạn đoạn nhanh nhanh dựa theo lời tiên đoán Thời gian biến thiên sắp đến rồi. Thời khắc bồn vương lần nữa quét ngang thiên địa sắp đến. Âm minh vương vĩ đại đã đến, thiên hạ đều là con sâu cái kiến, các ngươi đều run rẩy a. À. Khi Huyền Thiên bước ra từ trong hư không, xuất hiện trong một sơn động, sơn động hoàn toàn yên tĩnh, trống không, mặt đất cũng chỉ có cho bụi đầy đất, nói rõ thật lâu đã không có người ra vào, hai người nhanh chóng tìm được cửa động, rất nhanh đi ra, phía trước là một mảnh hoa cỏ, chỗ xa hơn là một mảnh cây cối xa hơn nữa là ngọn núi không dứt, cỏ cây tươi tốt, ngẩng đầu, là một mảnh trời trong xanh, mây trắng từng đóa. Phiêu du trên bầu trời cao cao, hai người liếc nhau, lập tức bay lên trên trời, nhìn lại bốn phía là sơn mạch liên miên không dứt, sơn động này ở một sơn cốc trong dãy núi, nếu không phải hai người từ bên trong đi ra, thật sự không thể biết được ở đây còn có một truyền tống trận, có thể thông đến âm minh đảo cách đây không biết bao nhiêu vạn dặm. nghe cường giả của âm minh đảo kia nói, truyền tống trận thông hướng hải vực phía nam mà âm minh đảo thì ở phía đông hải vực phía bắc, khoảng cách rất xa, cũng chỉ vương giả vô thượng xuyên qua hư không mới có thể chế tạo ra truyền tống trận. Như vậy, hai người bay về phía bắc, đã bay mấy ngàn dặm, rốt cục ra khỏi vùng núi này, thẳng đến đến khi phía trước xuất hiện một thành trì hai người mới đáp xuống, sau khi nghe ngóng. Nguyên lai nơi này là Thiên Giao Đảo, Thiên Giao Đảo là một đại đảo phạm vi mấy vạn dặm, Thiên Giao Lão Nhân ở trên đảo có uy danh hiền hách ở vùng hải vực phía nam, thành danh hơn 10 năm, huyền thiên nhớ mang máng, khi hắn còn là địa giai cảnh, ở chiến trường Đông Bắc Thần Châu, thiên giao lão nhân được thiên tinh các mời trợ trận. Từng cùng luyện huyết giáo tiến hành một hồi đại chiến, bất quá, khi đó huyền thiên thực lực thấp kém, tự nhiên không thấy thiên giao lão nhân, mấy năm qua đi, thực lực huyền thiên giờ đã phải khiến thiên giao lão nhân nhìn lên rồi hắn chuẩn bị đi bái phòng lão giả này một chút, xem hắn có ở trên đảo không, hỏi một chút tình thế về Thần Châu. Huyền Thiên trên đường tùy ý vẫy vẫy một cường giả địa giai đi ngang qua, cường giả địa giai ánh mắt có chút quái dị nhìn huyền thiên tựa hồ có chút sợ hãi nói công tử tìm ta có chuyện gì ngươi biết chúng ta sao hướng thiên tiếu thấy thế kỳ quái hỏi thăm cường giả địa giai kia lắc đầu hướng thiên tiếu nhướng mày nói vậy ngươi sợ chúng ta làm gì cường giả địa giai rụt rụt cổ nói ta ta hai vị công tử không nên giết ta lá gan của cường giả địa giai này cũng không khỏi nhỏ đi hai người thầm nghĩ huyền thiên cười nhạt một tiếng nói yên lành chúng ta giết ngươi làm gì, ta vừa tới đảo này, muốn thỉnh giáo một chút, thiên giao lão nhân ngộ ở chỗ nào. Cường giả địa giai nói, hai vị công tử nguyên lai là mới tới hay sao? Chẳng lẽ không biết chuyện trên đảo sao, chuyện gì? Hai người cùng kêu lên hỏi, cường giả địa giai nói, ở trên đảo phát sinh đại sự rồi, vào nửa năm trước, ở trên đảo bỗng nhiên đến một tên ác ma, hút sạch toàn bộ tu vị cường giả thiên giai ở trên đảo, ngay cả thiên giao lão nhân cũng không ngoại lệ thiên giao lão nhân đã hóa thành một phế nhân hiện giờ ở trên đảo không còn nhiều cường giả thiên giai còn sống nguyên một đám cơ hồ đều muốn nổi điên tánh khí táo bạo động một chút lại muốn giết người huyền thiên và hướng thiên tiếu bỗng cả kinh đỉnh công tử ở trên thiên giao đảo tu luyện âm minh đại pháp rồi trong nháy mắt trong mắt huyền thiên lộ ra một đạo sát ý khiến người sợ hãi cường giả địa giai kia sợ tới mức thân thể run lên huyền thiên nói thân phận ác ma kia không ai biết sao hiện giờ đi nơi nào rồi thấy sát ý của huyền thiên cũng không phải nhắm vào hắn cường giả địa giai chấn định không ít nói không có ai biết nghe nói ăn mặc một bộ khải giáp màu đen ngay cả trên đầu cũng mang khôi giáp không có người nào thấy qua dung mạo hắn ác ma này đã có hơn hai tháng không xuất hiện rồi nhưng trên đảo vẫn đầy vẻ lo lắng cường giả thiên giai may mắn sống sót đều bị kinh hái cơ hồ còn không bình thường nữa chấm than nói xong cường giả địa giai giảm thấp thanh âm xuống nói tiếp, nghe đồn ác ma kia là tu luyện một bộ công pháp vương cấp âm độc, tựa hồ rất nhiều năm trước, xuất hiện một vương giả vô thượng tu luyện bộ công pháp này, giết khắp võ giả trên toàn thiên hạ. Chấm than, thiên giao đảo ở vào hải vực phía nam, hiểu biết đối với vương giả vô thượng hiển nhiên không bằng cường giả của thần châu đại địa rồi. Huyền thiên tiếp tục hỏi cường giả địa giai này chỗ ở của thiên giao lão nhân, biết được lão ở trong giao hải thành ở vùng duyên hải phía đông đảo này, cách đây hơn hai vạn dặm. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu cấp tốc đuổi tới, Thiên Giao lão nhân là cường giả thiên giai lục trọng đỉnh phong, hắn cùng với đỉnh công tử đã giao thủ, có lẽ sẽ có tin tức, cả buổi sau, hai người đã đến giao hải thành, đã tìm được Thiên Giao lão nhân, Thiên Giao lão nhân ngày xưa danh chấn hải vực phía nam bị hút sạch cương nguyên nội lực. Thoái hóa thành một phàm nhân, không còn phong phạm ngày xưa, nhìn qua còn già nua hơn cả Thiên Chí lão tổ, huyết hồng lão tổ đã hơn 90 tuổi chỉ sợ sống không được mấy tháng nữa, thiên giao lão nhân cả đời làm người hiền lành, ở thiên giao đảo rất có thiện danh, không có kết quả cửu ra gì, vậy nên sau khi tu vị biến mất mới có thể tiếp tục còn sống, khi hai người nói rõ ý đồ đến, trong hai mắt giả nua của thiên giao lão nhân lộ ra cửu hận thấu xương, nói tuy rằng ta không trông thấy tướng mạo của hắn. Nhưng biết rõ hắn rất trẻ tuổi, tu vị đạt đến thiên giai cảnh ngũ trọng, phiến hải vực này rất nhiều cường giả thiên giai trên các hòn đảo đều bị ác ma này hại ác ma này một đường từ Nam hướng Bắc, hành tẩu qua tất cả đảo lớn, theo ta được biết, trong hai năm qua, chỉ ít có cường giả thiên giai của bảy tám đại đảo gặp hại, chỉ ít có mấy trăm vị cường giả thiên giai đều bị hút đi tu vị. Nơi này cách thần châu, còn hơn 80 vạn dặm, hướng Bắc 20 vạn dặm còn có một ngũ long đảo cỡ lớn, trên đó có cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng, nếu ta sở liệu đúng, ác ma kia một đường hướng Bắc, sau khi ly khai thiên giao đảo hẳn sẽ đi ngũ long đảo gây tai họa. Thậm chí, hiện giờ đã trở lại thần châu. Huyền Thiên nói, ta hiện giờ sẽ đi ngũ long đảo điều tra tung tích của hắn, nếu hắn còn chưa về thần châu, vậy thì tốt nhất, ta sẽ chém giết hắn bên ngoài thần châu đại địa. Phanh, Huyền Thiên trong khi nói chuyện, bỗng một tiếng nổ vang vang lên, đại môn chỗ ở của thiên giao lão nhân đã bay đến. Một cái cường giả trẻ tuổi tuổi chừng 20 rất nhanh đi đến, trên mặt mang theo dáng cười tà, thình lình có tu vị thiên giai cảnh lục trọng, phía sau của hắn, đi theo một vị lão giả thiên giai lục trọng như là người hầu, huyền thiên và hướng thiên tiếu đều nhíu mày, xem tình huống này liền biết rõ cường giả trẻ tuổi này không phải bằng hữu của thiên giao lão nhân, bất quá, tu vị người này cũng không thấp, mới không đến 30 đã có tu vị thiên giai cảnh lục trọng, hoàn toàn là yêu nghiệt cấp công tử, chỉ là người này không phải là bất kỳ người nào mà huyền thiên biết, hơn nữa, niên kỳ người này cũng lớn hơn yêu nghiệt cấp công tử của thần châu vài tuổi. Ngay cả đệ nhất công tử lớn nhất cũng mới hai mười lăm tuổi thôi, thiên giao lão nhân có chút nghi hoặc nhìn người tới nói ta cùng với hai vị không quen biết, tựa hồ cũng không thù hận, vì sao phá cửa nhà ta? cường giả trẻ tuổi kia mỉm cười nói, nghe nói ngươi là người mạnh nhất trên đảo này bị truyền nhân của âm minh vương hút đi tu vị nên bổn thiếu gia cố ý đến đây hỏi chút ít vấn đề. truyền nhân âm minh vương đi đâu rồi? bổn thiếu gia muốn chém giết hắn, trừ ác cho thiên hạ. nói xong, này ánh mắt của người truyền rời đến trên người huyền thiên và hướng thiên tiếu, nhìn mấy lần, mắt lộ ra vẻ hơi quái lạ, nói, còn trẻ như vậy đã có tu vị thiên giai ngũ trọng không khác lắm với độ tuổi truyền nhân âm minh vương tu vị cũng phi thường tương tự truyền nhân âm minh vương có phải là một trong hai người các ngươi không hay là cả hai ngươi đều phải ngoan ngoãn đưa đầu ra cho bổn thiếu gia chém đi người này ngữ khí hung hăng càn quấy tuyệt không để huyền thiên và hướng thiên tiếu vào mắt ấn tượng của huyền thiên đối với cái này người thập phần ác liệt đến tìm thiên giao lão nhân hỏi chuyện lại trực tiếp đạp cửa mà vào hoàn toàn không để thiên giao lão nhân vào mắt tuy rằng trong miệng nói muốn chém giết truyền nhân âm minh vương trừ ác cho thiên hạ, nhưng theo huyền thiên xem ra, truyền nhân âm minh vương là tu luyện công pháp ác, mà người này thì tâm lại ác, công pháp có ác. Cũng phải do người khống chế, người thiện lương, mặc dù tu luyện công pháp tả ác, cũng sẽ không làm ác, mà người tâm ác bất kể là tu luyện công pháp gì, bất kể thân ở trận doanh nào cũng đều làm ác, cho nên, công pháp tả ác, vĩnh viễn không bằng người tâm tả ác, người là thứ gì. Không hiểu sao lại chạy vào, còn muốn hướng thiếu ta ngoan ngoãn đưa đầu cho ngươi chém. Ngươi bệnh tâm thần à? Phi, Hướng Thiên Tiếu nhổ ra một bãi nước miếng với cường giả trẻ tuổi kia, tuy rằng người này có tu vị Thiên giai lục trọng nhưng Hướng Thiên Tiếu hiện giờ ngay cả cường giả Thiên giai thất trọng cũng có thể chém giết, tự nhiên không sợ hắn, cho dù người này cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, còn có loại biến thái như Huyền Thiên ở đây mà, huống chi, còn có một đống khôi lỗi kiếm sĩ, ngay cả thế lực nhất phẩm cũng có thể diệt đi, còn sợ một thiên tài sao? Huyền Thiên cũng liếc tên kia, lãnh đạm nói từ đâu tới đây thì cút về nơi đó đi. Làm càn, lão bộc thiên giai ngũ trọng kia hét lớn một tiếng, nói các ngươi có biết hắn là ai không? Hắn là thiên hồn thiếu gia, các ngươi dám can đảm nói chuyện như vậy sao, vô liêm sỉ. Hướng thiên tiếu hai tay chống nạnh, quát các ngươi có biết hắn là ai? Hắn là thần châu thiên thiếu, thiên tài hậu bối trói mắt nhất thiên hạ, các ngươi dám can đảm nói chuyện như vậy, thiên thiếu một khi xuất kiếm thì ngươi chết không chỗ chôn đâu chấm than, Huyền Thiên im lặng nhìn hướng Thiên Tiếu, tên này học theo lão bộc kia, ngữ khí thật đúng là giống như đúc, một bộ tâm cao khí ngạo khiến người có cảm giác như cần ăn đòn vậy, thiên tài hậu bối chói mắt nhất thiên hạ. Ta nhổ vào, Âm Dương Đại Lục ta thiên tài hậu bối như mây, chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi là thiên tài hậu bối chói mắt nhất thiên hạ sao? Mặc kệ ngươi có phải truyền nhân của Âm Minh Vương hay không, Thiên Hồn thiếu gia ta cũng không tha cho ngươi. Thiên Hồn thiếu gia đánh một tát về phía Huyền Thiên. Quát cho ngươi một tát, cút ra xa cho ta, lại để bổn thiếu ra trông thấy ngươi lần thứ hai thì ta sẽ lấy mạng ngươi đấy. Bành, hư không chấn động, một đạo cương nguyên trường ấn nổ bắn ra, trực tiếp đập về phía huyền thiên, thiên hồn thiếu ra nhìn như tiện tay một kích, nhưng lại âm thầm tăng cương nguyên tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Đây hoàn toàn là một kích toàn lực của hắn, cũng không hề khinh thị huyền thiên cút. Đối mặt một tát này, huyền thiên thân thể không động đẩy, trong cơ thể kiếm quang vừa hiện một đoàn kiếm quang sáng chói liền nổ bắn ra, 360 chuôi linh kiếm tạo thành thiên cương địa sát đại trận, lập tức giao hòa cùng một chỗ, đâm về phía trước, phanh. Cương nguyên trưởng ấn hóa thành nát bấy. 360 chuôi linh kiếm lập tức nổ bắn ra về phía trước, đâm xuyên qua hộ thể cương cháo của thiên hồn thiếu gia, trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi. Linh kiếm xẹt qua bên người thiên hồn thiếu gia, cắt ra trên trăm đảo vết kiếm, lập tức thiên hồn thiếu gia hóa thành một huyết nhân, bay ra ngoài phòng huyền thiên cũng không có công kích chỗ hiểm, chỉ khiến thiên hồn thiếu ra bị chút tổn thương ra thịt đá là phi thường hạ thủ lưu tình rồi, lão bộc kia thần sắc hoảng hốt, hét lên một tiếng, thiên hồn thiếu ra. Thừa dịp lão bộc kia quay người nhìn thiên hồn thiếu ra bị đánh bay ra. Ngoài, hướng thiên tiếu đạp ra một cước, đạp vào mông lão, theo sát phía sau thiên hồn thiếu ra, lão bộc này dùng tư thế cho vổ phân lập tức bay ra ngoài phòng, hai người các ngươi nghe đây. Lăng bất tử vương sắp mở ra, cường giả âm dương đại lục ta toàn bộ đã tìm đến thần châu đại lục, đến lúc đó các ngươi chết chắc rồi. Thanh âm oán độc của thiên hồn thiếu ra từ ngoài phòng vang lên, bất quá, cũng không dám dừng lại, nói ra một câu ngoan thoại liền cùng lão bộc kia chạy té cứ té đáy, âm dương đại lục. Là nơi nào, hướng thiên tiếu tự nhủ nói, huyền thiên đã nghi ngờ nó có thể là tồn tại như trục nhật đại lục vậy, thiên giao lão nhân nói, âm dương đại lục ở vào đầu cực man hải vực phía nam, chính giữa cách một mảnh hải vực hoang vu mấy trăm vạn dặm không có một cái hải đảo nào cho nên rất ít có liên hệ với thần châu đại lục bên kia cũng có thế lực nhất phẩm cường giả như mây hai vị cũng nên cẩn thận hơn nửa tháng sau thần châu đại địa vùng duyên hải nam vực huyền thiên hướng thiên tiếu nhìn về lục địa cực lớn phía trước trong nội tâm vô cùng kích động từ lúc mất phương hướng trong ma vụ hải đã gần ba năm rồi bọn hắn lại nhớ tới thần châu đại địa hai người từ thiên giao đảo một đường đi về phía bắc trên đường đi ngang qua ngũ long đảo Ngũ Long Đảo là một đại đảo phạm vi hơn 20 vạn dặm, ở trên đảo tổng cộng có 5 vị đảo chủ. Trong đó hai vị là cường giả cái thế thiên giai thất trọng, ba vị là cường giả bất thế thiên giai lục trọng đỉnh phong, đợi khi huyền thiên và hướng thiên tiếu đi vào ngũ long đảo, năm vị đảo chủ cũng đã bị hút hết tu vị, toàn bộ cường giả thiên giai cũng đều gặp phải vận rủi như vậy, căn cứ tin tức thiên giao lão nhân cung cấp, truyền nhân của âm minh vương từ đầu cực Nam Hải vực phía Nam một đường đi về Bắc, ngắn ngủn hai năm đã làm các cường giả thiên giai ở hải vực phía nam 10 phần 7 8 đều lui hóa thành phàm nhân, mà truyền nhân của âm minh vương thì tu vị một đường tăng vọt. Từ thiên giai nhị trọng một đường tăng vọt đến cảnh giới thiên giai ngũ trọng, ngắn nguồn hơn hai năm, tăng lên ba cảnh giới, mà tu vị thiên giai ngũ trọng còn là hơn mấy tháng trước, hiện giờ truyền nhân âm minh vương ngay cả cương nguyên của thiên giai thất trọng cũng hút đi rồi, tu vị có lần nữa đột phá hay không, còn rất khó nói. Huyền Thiên trong nội tâm suy đoán tu vị truyền nhân âm minh vương hiện giờ rất có thể đã đột phá thiên giai cảnh lục trọng, bởi vì tu vị ở thiên giai cảnh thất trọng mới là một đạo đại khảm. Chỉ có tu vị trước thất trọng mới có thể thông qua hấp thu cương nguyên người khác tăng lên nhanh chóng, cho nên, truyền nhân âm minh vương tu vị ít nhất phải đạt tới thiên giai lục trong mới có thể thu tay lại một thời gian ngắn, sau khi trải qua tích lũy lại đột phá thiên giai thất trọng, nếu như truyền nhân âm minh vương trở lại thần châu tu vị còn chưa đột phá thiên giai lục trọng. Như vậy, cường giả thiên giai thần châu thảm rồi. Huyền Thiên biết truyền nhân của âm Minh Vương chính là đỉnh công tử Chu Đỉnh Hư, nghe được hành vi của đỉnh công tử ở hải vực phía nam, trong nội tâm đã liệt đỉnh công tử vào nhân vật phải giết. Không chỉ có phải giết, còn phải giết sớm, để đỉnh công tử sống lâu một ngày, thân hữu của hắn liền nhiều một phần nguy hiểm, kiếm si sau khi cắn nuốt một bộ phần hồn niệm của âm Minh Vương, khiến mảnh vỡ hiên viên kiếm khôi phục một chút thần tính thì trên đường chạy về thần châu, Huyền Thiên cưới phi hành khôi lỗi, một mực tìm hiểu cảm ngộ kiếm đạo trong mảnh vỡ hiên viên kiếm lấy được ít lợi tương đối khá. Lĩnh Ngộ Kiếm Ý bước lên một tầng lầu rất cao, đạt đến cường độ cửu giai, kiếm ý cửu giai tương đương với võ đạo ý chí của Thiên giai cảnh đỉnh phong, cái này khiến lực công kích của Huyền Thiên tăng lên một khoảng lớn, tu vị Thiên giai ngũ trọng đã có kiếm ý cửu giai, Huyền Thiên ở mặt lĩnh ngộ kiếm ý hoàn toàn vượt qua bất cứ một vị kiếm khách nào trong lịch sử rồi, ngày trở lại Thần Châu đại địa là đầu tháng 7 năm 975 lịch mới Thần Châu, hai người đã rời khỏi Thần Châu đại địa suốt 2 năm 11 tháng nhìn thần châu đại địa trong lòng hai người tự nhiên rất kích động hai người lần này mất phương hướng ở ma vụ chi hải trong ma vụ hải đã đi qua không ít hòn đảo một ít đảo lớn hoàn toàn có thể dùng một phiến đại lục để hình dung sau khi đi ra khỏi ma vụ hải thì số lượng hòn đảo lại càng nhiều hơn nhưng chỉ khi trông thấy thần châu đại địa thì trong lòng hai người mới nổi lên tâm tình kích động thần châu đại địa tuy rằng lớn hơn bất cứ hòn đảo lớn nào nhưng ở trong mắt hai người cũng liếc không thấy cuối luận hình dạng mặt đất cũng là sơn mạch dòng sông, bình nguyên đồi núi. V, V, không có gì khác nhau, nhưng bọn hắn sinh ra ở thần châu đại địa, nơi này có thân hữu của bọn hắn, nơi này có lo lắng của bọn hắn, cho nên trông thấy thần châu cảm giác tự nhiên bất đồng, nhìn thần châu đại địa mênh mông, ánh mắt huyền thiên nhìn về phương xa, nói, đi. Chúng ta trực tiếp đi nam vực chu ra, hiện giờ huyền thiên ở thần châu đại lục, ngoại trừ thiên tinh các chủ, có thể nói là không kiên sợ gì nữa, ngay cả thế lực nhất phẩm như Luyện Huyết giáo và Văn Nhân gia tộc đều bị hắn diệt đi, huống chi Chu gia chỉ là thế gia nhị phẩm, Chu gia thân là một trong tứ đại thế lực nhị phẩm của Thần Châu đại lục, Nam vực Chí Tôn, võ giả Nam vực tự nhiên không ai không biết, hai người rất nhanh liền biết được vị trí của Nam vực Chu gia vị trí, rất nhanh tiến đến, hai ngày sau. Huyền Thiên và Hướng Thiên tiếu đi tới đại thành đệ nhất Nam vực Thịnh Sương thành, Nam vực Chu gia chính là ở trong này, Thịnh Sương thành phạm vi hơn 10 dặm. Cơ bản có một phần ba đều là phạm vi của Chu gia. Mục đích huyền thiên và hướng thiên tiếu đến Chu gia là tìm kiếm đỉnh công tử Chu đỉnh hư, hai người trực tiếp bay đến trên không thịnh xương thành, tu vị phóng ra ngoài, đồng thời hét lớn một tiếng, Chu đỉnh hư có đây không, thận hư công tử có đây không. Tu vị hai người đều là thiên giai ngũ trong, vận chuyển cương nguyên hét lớn một tiếng, không nói toàn bộ thịnh xương thành, ít nhất cũng có võ giả trong hai phần ba phạm vi đã nghe được một tiếng hét lớn này. Chu Đình Hư chính là danh tử của Đình công tử, yêu nghiệt cấp công tử của Chu gia, chính là thiên tài hậu bối đệ nhất Nam vực, thế nhân đều tôn xưng hắn là Đình công tử, ngoại trừ trường bối Chu gia, Nam vực không ai dám gọi thẳng danh tử của Chu Đình Hư. Thậm chí có người trực tiếp ở Thịnh Xương thành la lên Chu Đình Hư, thật sự khiến võ giả trong thành cả Cà kinh, càng khiến cho võ giả trong thành rung động chính là, thậm chí có người gọi là Thần Hư công tử, tất cả mọi người đều nghe ra, Thần Hư công tử nhất định là chỉ Đình công tử nguyên một đám sắc mặt vô cùng rung động nhìn hai người trên không, hai người này là ai à? Lại dám chạy tới chu gia tìm đỉnh công tử gây phiền toái, lá gan cũng quá lớn đi, hai người này còn rất trẻ, tu vi của bọn hắn, vậy mà đều là thiên giai cảnh ngũ trọng, chẳng lẽ cũng là yêu nghiệt cấp công tử, đỉnh công tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện hai năm, hơn nửa tháng trước trở về rồi, nghe nói tu vị đã bước vào thiên giai cảnh lục trọng, đuổi thằng theo đệ nhất công tử, Hai người này coi như là yêu nhiệt cấp công tử cũng khẳng định không phải đối thủ của đỉnh công tử, lại nói tốc độ tu luyện của đỉnh công tử thật đúng là nhanh a hát. Bước vào thiên giai cảnh hơn 4 năm một chút, tu vị dĩ nhiễn đã bước chân vào thiên giai cảnh lục trọng, cái này còn nhanh hơn cả đệ nhất công tử, nghe nói có thiên tài có tài nhưng thành đạt muộn, xem ra nói thật không sai, đỉnh công tử tuy rằng trước thiên giai cảnh tốc độ tu luyện không nhanh bằng đệ nhất công tử, nhưng sau khi bước vào thiên giai cảnh liền vượt qua, hắc hắc có lẽ về sau đệ nhất công tử sẽ bị đỉnh công tử vượt qua, danh hào thiên tài hậu bối đệ nhất thần châu có thể sẽ bị đỉnh công tử nam vực chúng ta cướp đi. Nghe nói kiếm công tử của Tây vực huyền ra mấy năm này tốc độ quật khởi cũng thật nhanh. Chấm 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 chấm. Lúc chúng võ giả nhau nhau nghị luận, chu gia đã có chúng cường giả, bay lên không chung, người nào. Dám can đảm nói năng lỗ mãng đối với đỉnh công tử. Một tiếng hét lớn truyền đến, từ một vị lão giả thiên giai cảnh lục trọng giống lên, cường giả chu ra bay lên không chung có vài chục vị, trong đó hơn 10 vị đều là thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh. Người cầm đầu đúng là lão giả thiên giai lục trọng kia, huyền thiên bình tĩnh nói, chu đỉnh hư chính là truyền nhân của âm minh vương, ở hải vực phía nam tu luyện âm minh đại pháp giết hại mấy trăm cường giả thiên giai, chính là công địch trên đời, võ giả thiên hạ mỗi người đều phải chém chết. Ta chính là huyền gia thiên thiếu, vừa quay lại thần châu. Đặc biệt tới đây lấy mạng Chu Đình Hư. Thịnh Sương Thành là đại thành đệ nhất Nam Vực, cường giả địa giai như mây, thường xuyên đều có cường giả thiên giai xuất hiện. Giờ phút này nghe vậy, lập tức chấn động, mấy năm gần đây, vương giả truyền thừa nhiều lần hiện, cường giả thần châu đối với cửu đại vương giả sau thượng cổ sau cơ hồ không người nào không biết. Đối với âm minh vương đã bắt đầu niên đại hắc ám của thần châu đại địa cũng kiêng kỵ thật sâu. Truyền nhân của âm minh vương Phân lượng mấy chữ này quá nặng đi, hải vực phía nam cách thần châu đại địa vô cùng xa xôi, hòn đảo cỡ lớn ngũ long đảo gần đây nhất cũng cách 40-50 vạn dặm cường giả địa giai phải bay một hai tháng mới có thể đến được cường giả thiên giai cũng phải bay hơn 10 ngày cho nên rất ít lui tới thần châu đất rộng của nhiều cường giả rất ít đi hải ngoại chỉ có cường giả hải ngoại ngẫu nhiên còn có thể đến thần châu đại địa đi dạo trừ phi là có người cố ý muốn đưa tin từ hải vực phía nam về nếu không có một số chuyện rất khó truyền về được thần châu huống chi hai năm qua là lúc thiên tinh các đại chiến với luyện huyết giáo lực chú ý của võ giả thần châu đều đặt ở hải vực đông bắc bộ nếu có người cố ý đánh lén võ giả qua lại giữa thần châu đại địa và hải vực phía nam thì tin tức tự nhiên rất khó truyền đến thần châu đại địa hải vực phía nam mỗi người đều cảm thấy bất an mà thần châu đại địa lại hoàn toàn không biết gì có lẽ cũng có người nghe nói nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy cũng sẽ không được coi trọng cho nên khi cường giả thịnh sương thành nghe được âm minh vương thì thần sắc đều đại biến trong lúc nhất thời thậm chí còn không chú ý đến tên của huyền thiên cường giả bất thế thiên giai lục trọng của Chu gia nghe vậy, trong đôi mắt lập tức nổ bắn ra hung quang, hét lớn một tiếng, im ngay. Đồ hỗn trướng, lại dám vu oan đỉnh công tử, bài hoài thanh danh Chu gia, muốn chết. Trong khi nói chuyện, cường giả bất thế này liền đánh một trưởng về phía Huyền Thiên và hướng Thiên Tiếu, phanh. Hư không nổ vang, một đạo cương nguyên cự trưởng lập tức đập nát hư không, lão giả này trong mắt hiện sát cơ, vừa ra tay liền vận chuyển thực lực đỉnh phong nhất, ý đồ phi thường rõ ràng, muốn một kích giết chết huyền thiên và hướng thiên tiếu cho dù huyền thiên là vu oan đỉnh công tử nếu như đỉnh công tử không phải là truyền nhân của âm minh vương thì chu ra cũng không cần hạ sát thủ như thế nhiều nhất là bắt huyền thiên và hướng thiên tiếu lại bắt xuất ra chứng cớ để hai người biết sai bác bỏ lời đồn của thế nhân mà ngay từ đầu đã hạ sát thủ chẳng phải là có ý muốn giết khẩu ở trước mặt thiên thiếu ngươi cũng dám động thủ lão già kia là ngươi muốn chết huyền thiên không động hướng thiên tiếu đã hét lớn một tiếng toàn thân kim quang tách ra, oanh ra một quyền, oanh. Một đạo quyền cương kim sắc như là một vòng liệt nhật, trong chốc lát đánh về phía đạo trưởng cương kia, bành. Một tiếng bạo tiếng nổ, trưởng cương trăm trượng kia lập tức hóa thành nát bấy, mà quyền cương màu vang như liệt nhật kia thế đi lại không giảm, trong chốc lát đánh tới trước, đánh lên người lão giả kia, phốc. Lão giả kia phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức xuất hiện hơn 10 đạo khe hở, toàn thân đều chảy máu bắn ra bốn phía, thân thể như là một phát đạn pháo, lập tức bay về sau hơn ngàn mét hướng thiên tiếu một quyền cho dù là cường giả cái thế thiên giai thất trọng cũng phải nghĩ kỹ đối với cường giả thiên giai lục trọng không bị một quyền lập tức đánh chết cũng coi như may rồi cường giả còn lại của chu gia sắc mặt lập tức hoảng hốt đây chính là một vị cường giả bất thế thiên giai lục trọng thủ tòa thái thượng trưởng lão của chu gia dĩ nhiên lại bị một thanh niên đánh bay chiến lược thật cường đại trong lòng cường giả chu gia đều chấn động mạnh phía dưới võ giả thịnh xương thành cũng bị tràng diện vừa rồi khiến ngây ngốc chu gia chính là thế gia nhị phẩm hùng bá nam vực gần ngàn năm thậm chí có người dám đánh đến tận cửa thủ tòa thái thượng trường lão thậm chí ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi thần hư công tử lăn ra đây nhận lãnh cái chết hướng thiên tiếu hét lớn một tiếng giờ khắc này chu gia không còn cường giả dám quát mắng hai người trong nội tâm đều mát lạnh không tự chủ được lui về sau thủ tòa trường lão của chu gia bị một quyền đánh bay khiến cả chu gia đều kinh động, có càng nhiều cường giả bay đến, trong đó, có một vị cường giả cái thế thiên giai thất trọng, tuổi chừng ngoài 50 tuổi, mặc cầm bào màu đen, bị mọi người vây quanh, không ít cường giả trong thịnh xương thành đều nhận ra được, đây là gia chủ chu gia, chu quang trùng, giờ phút này, chúng cường giả chu gia mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Thủ tòa thái thượng trưởng lão thiên giai lục trọng lại bị người một quyền đánh bay. Thật sự là khiến bọn hắn trên mặt không có ánh sáng, hơn nữa, đủ thấy được người tới thực lực rất mạnh, gia chủ chu gia bay đến, quát, bổn tòa chu quan trùng, gia chủ chu gia đương thời, hai vị đến chu gia ta, vu oan con ta, làm nhục lão nhân chu gia ta là dụng ý gì. Lão giả bị hướng thiên tiếu một quyền đánh bay tuy rằng niên kỷ không thấp, nhưng là cường giả bất thế thiên giai lục trọng, hơn nữa là hắn xuất thủ công kích huyền thiên và hướng thiên tiếu trước, còn lộ ra sát ý rất mạnh, chu quan trùng lại nói bọn hắn khi nhục lão nhân chu gia. Điều này thật sự là đổi trắng thay đen, thì phi chẳng phân biệt được, gia chủ chu gia tuy rằng là cường giả cái thế thiên giai thất trọng nhưng hướng thiên tiếu còn ứng phó được, huyền thiên bình tĩnh đứng ở một bên, chỉ nhẹ nhàng liếc chu quan trùng, ánh mắt quét qua phủ viện chu gia, kiếm si nói cho hắn biết, chu gia có che giấu cường giả cái thế thiên giai cảnh bát trọng, ánh mắt hướng thiên tiếu nhìn chắm chú vào trên người chu quan trùng, không hề sợ hãi, nói, ngươi chính là cha thận hư công tử, bản thiếu ra nhìn ngươi sắc mặt trột dạ, ngươi có phải cũng thận hư không? Nhi tử thận hư của ngươi đâu? không ngờ hắn dám tu luyện âm minh đại pháp của âm minh vương, làm hại thế gian, bảo hắn lăn ra đây. Bản thiếu gia đại biểu quang minh, đại biểu chính nghĩa, muốn tiêu diệt hắn 300 lượt. Chu quan trùng với tư cách gia chủ chu gia, chính là nam vực trí tôn, hùng bá một phương, chưa từng có người nói chuyện với hắn như thế, hơn nữa còn là một tiểu bối trẻ tuổi, cơ hồ tức giận đến giận sôi lên, dám nói chuyện với bổn tỏa như vậy, bổn tỏa sẽ không tha cho ngươi đâu. Chu quan trùng quát lạnh một tiếng, trong mắt cũng lộ sát cơ, Chu Quan Trùng chính là cường giả cái thế thiên giai thất trọng, toàn bộ thần châu đại địa cũng có uy danh hiền hách. Càng là nam vực trí tôn, võ giả nam vực một mực bị uy nghiêm của hắn bao phủ, võ giả trong thịnh xương thanh nghe trong giọng Chu Quan Trùng lộ rõ sát cơ, không ít người thay huyền thiên và hướng thiên tiếu ngắt mồ hôi lạnh, bất quá, huyền thiên vẫn đứng yên một bên, ánh mắt cũng không nhìn Chu Quan Trùng nhiều, hướng thiên tiếu cũng chả xem Chu Quan Trùng ra gì. Hướng thiên tiếu tùy ý hướng chu quan trùng phất phất tay, giống như là đuổi muỗi vậy, nói người Chu gia các ngươi nóng tính và khẩu khí đều rất lớn, động một chút lại muốn người chết, không tha cho người gì gì đấy, nhưng thực lực lại không ra sao. Ta nói ông già thần hư công tử, ngươi vẫn nên cút sang một bên, gọi nhi tử ngươi ra đây, nếu không nắm đấm của bản thiếu gia cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. đập vào ngươi rồi, ngươi lại nói ta làm nhục lão nhân thân hư của Chu gia, ai chấm than trong thịnh xương thành, không ít võ giả đều trợn mắt há hốc mồm trong mồm cơ hồ có thể nhét vừa một quả trứng gà, thậm chí, nhịn không được phốc phốc cười to. Chu quan trùng hai tay nắm thật chặt quyền, niết đến vang lên, trong thất khiếu hắn thật sự bốc lên khói xanh, lửa giận đại thịnh. Trong ánh mắt sát cơ hoàn toàn phát ra, quát bổn tòa đánh chết tên tiểu tử vô liêm sỉ ngươi, trong lúc quát lớn, thân ảnh chu quan trùng xông thẳng về trước, võ giả trong thành chỉ cảm thấy trên bầu trời lóe lên hào quang, chu quan trùng liền lập tức tiến về phía trước ngàn mét, tốc độ nhanh đến thần kỳ, một quyền đánh qua hướng thiên tiếu bành một tiếng nổ vang một đạo quyền cương đột nhiên xuất hiện lớn như một tòa núi nhỏ vậy đánh cho hư không nổ vang lên tốc độ quyền cương đánh ra còn nhanh hơn tốc độ tiến lên của chu quan trùng quyền cương vạch phá bầu trời cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi cường giả cái thế thiên giai thất trọng ra tay uy lực so với thủ tòa thái thượng trưởng lão vừa rồi phải cường đại hơn nhiều thần châu đại địa cường giả cái thế ngoài thiên giai thất trọng đều là nhân vật số một thế lực khắp nơi cho dù là trong thiên tinh các, cường giả cái thế ngoài thiên giai thất trọng không phải các chủ phân các thì cũng là thái thượng trưởng lão địa vị đặc thù. Nhiều năm qua, bởi vì luyện huyết giáo nhìn chằm chằm vào thần châu đại địa cho nên thế lực lớn trong thần châu đại địa cơ hồ không phát. Sinh qua mâu thuẫn gì lớn, đều đoàn kết chống cự ngoại tộc, cho nên, trừ phi là ở chiến trường Đông Bắc, võ giả thần châu cơ bản cũng không thấy cường giả cái thế ra tay, thấy kia đạo quyền cương như là núi nhỏ kia trong chớp mắt xẹt qua hơn 2.000 mét, đánh về phía hướng thiên tiếu nguyên một đám trong nội tâm đều nhảy lên, quyền cương này uy lực mạnh mẽ đối với võ giả thịnh xương thành mà nói, một quyền đánh qua phải diệt sát một một lược cho dù là cường giả thiên giai cũng không ngoại lệ, tuy rằng thịnh xương thành xuyên có cường giả thiên giai xuất hiện. Nhưng cơ bản đều là cường giả thiên giai sơ kỳ, chúng cường giả chu gia thấy gia chủ ra tay, cũng nguyên một đám tinh thần đại chấn, đối với chu quan trùng, tràn đầy tin tưởng, nhưng mục tiêu công kích của hắn lại không có vẻ kinh ngạc. Huyền thiên một bên còn không liếc hắn một cái, ánh mắt tiếp tục đảo qua phủ viện chu gia cường giả cái thế thiên giai thất trọng sao hướng thiên tiếu trong lúc nói chuyện cả người kim quang đại phóng đối với quyền cương khủng bố như núi nhỏ kia cũng đánh một quyền lại như một vòng liệt nhật quyền cương màu vàng bỗng đánh ra phanh quyền cương của hai người lập tức bị đánh nát bấy hướng thiên tiếu lắc lắc cánh tay khẽ cười nói không được tốt lắm chu quan trùng thần sắc chấn động chúng cường giả chu gia chấn động Đồng tử lập tức phóng đại mấy lần, võ giả trong thành càng che miệng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi, hướng Thiên Tiếu quay tay vài cái, nói tiếp, ngươi cũng thử xem công kích của bản thiếu ra đi. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn vọt tới trước, như một đạo kim quang lập tức vạch phá bầu trời. Tốc độ tuyệt không chậm hơn Chu Quan Trùng, một quyền lập đánh ra trước, oanh quyền cương màu vàng lập tức nổ bắn ra, vô cùng sáng chói, như liệt nhật nhô lên cao vậy, đồng thời, trong cơ thể hướng Thiên Tiếu bùng lên kiếm quang trong nháy mắt chừng 25 chuôi linh kiếm thiên cấp tử trong cơ thể hắn bay ra, năm năm cùng một chỗ, trong chốc lát tạo thành đại ngũ hành kiếm trận, một cổ thiên địa tại thế kinh khủng sinh ra, tốc độ linh kiếm càng như quang, chém về phía chu quan trùng, hướng thiên tiếu tuy rằng có được 100 chuôi linh kiếm. Nhưng bách kiếm đại kiếm càng khôn trận tu luyện thật sự độ khó không nhỏ. Hết tập 49